ngấn. À. Thế thôi. Có hiện đường link không? Nó chả hiện đường link gì đâu, như lần trước ấy thì là à, làm thế, lần trước làm sao mà em cũng tìm được đường link của cái bản record nó ở đâu cơ? À, tại vì ở máy của bọn em ấy thì là nó sẽ ấy, nhưng mà cái máy Mac này của chị hình như lần trước không tìm được, chả hiểu sao. À, tóm lại Tout le monde est désolé pour ces. Bonjour tout le monde est désolé pour ces désagréments techniques. à, xin chào mọi người, xin lỗi mọi người một chút về vấn đề kỹ thuật. Donc, normalement, aujourd'hui, le docteur Gérard Baudy devait vous parler des généralités de la réhabilitation respiratoire. À, ngày hôm nay, Dr. Gérard Baudy sẽ nói về phục hồi chức năng hô hấp chung ở những bệnh nhân hô hấp. Puis ensuite, moi, je dois vous parler du coup de l'application ou des particularités de la réhabilitation respiratoire dans les cadres de la prise en charge des patients COVID. Và tôi thì Adrian sẽ nói tiếp về vấn đề phục hồi chức năng hô hấp ở những bệnh nhân mắc COVID. Donc voilà, je vais directement rentrer à vous parler de ça. C'est un peu dommage parce que je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur la présentation du docteur Baudy. Mais si vous connaissez déjà la réhabilitation, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour suivre cette option. Bình thường thì chúng ta sẽ học về chức năng hô hấp chung trước khi chúng ta học về chức năng hô hấp ở trên bệnh nhân COVID. Tuy nhiên là vì hôm nay có vấn đề về vấn đề kỹ thuật đối với Dr. Gérard Baudy. Và nếu như các bạn đã có những kiến thức chung về phục hồi chức năng hô hấp thì sẽ không có vấn đề gì để các bạn theo dõi cái bài giảng về phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân COVID. Évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à les poser au fur et à mesure pour que le docteur Cuyenne puisse les recueillir et on vous répondra après. Nếu như các bạn có những câu hỏi gì thì các bạn có thể đánh vào phần message phần câu hỏi thì và tôi ra và Dr. Hạnh sẽ dịch ký phần câu hỏi của các bạn và tôi sẽ trả lời. Juste pour information, je travaille à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt en France. Và tôi thì là kỹ thuật viên phục hồi chức năng hô hấp làm ở bệnh viện Ambroise Paré ở Paris. Et donc mon activité principale c'est en service de réanimation. Donc je vois les patients COVID en phase essentiellement aiguë et post-aiguë en médecine interne aussi. Và bài ngày hôm nay thì sẽ hơi đặc biệt một chút là bởi vì là tôi làm việc ở vị trí phục hồi chức năng hô hấp ở những bệnh nhân COVID ở khu vực hồi sức cấp cứu và sau giai đoạn cấp cứu. Donc, il m'arrive aussi de voir des patients dans un cadre ambulatoire en fin de journée. Il m'arrive de voir des patients atteints de long COVID. Và chúng ta sẽ nói về vấn đề phục hồi chức năng ở những bệnh nhân ở giai đoạn cấp cứu và khái niệm về COVID long. Exactement, de COVID long. Et donc, je vais juste vous introduire légèrement cette notion, mais on n'aura pas le temps non plus de la développer aujourd'hui. Excuse-moi. Oui, je disais qu'on va pouvoir, je vais introduire la notion de long COVID, mais je ne vais pas pouvoir la développer aujourd'hui. Và tôi sẽ nói về cái khái niệm COVID kéo dài. Và cái khái niệm này thì cũng đã có phát triển ở một vài nước. Seconde. Donc, on va commencer par parler des généralités sur la COVID-19, un peu d'épidémiologie, un peu de physiopathologie, puis très légèrement les traitements médicaux. Mais je ne vais pas parler beaucoup sur ça parce que vous êtes plein dedans, vous les connaissez déjà. Chúng ta sẽ bắt đầu ở vấn đề tổng quan COVID, về vấn đề dịch tễ học, sinh lý học và điều trị, về vấn đề thường thuốc. Và cái vấn đề này thì các bạn cũng có thể đã từng biết, đã từng nghe qua. Puis ensuite, je vais vous développer, je vais vous parler de la rééducation en synthétisant les recommandations françaises et internationales des prises en charge en réhabilitation kinésithérapie. Và tiếp theo đến là sẽ nói đến giới thiệu về các hệ thống các khuyến cáo về phục hồi chức năng của Pháp và trên thế giới. Et enfin, comme je vous disais, on va juste introduire la notion de long COVID. Donc, concernant l'épidémiologie, l'évolution, voici des données datant du 31 août. À gauche, vous avez le cumul mondial
des nombres de cas et du nombre de décès. Các bạn nhìn thấy trên màn hình đây, trên thế giới là tỷ lệ số người mắc COVID và số lượng tử vong vì COVID. Donc, à ces jours, nous avons, enfin, au 31 août, pour 217 millions de cas dans la planète, nous avons 4,5 millions de morts. Và đến ngày 31 tháng 8 thì chúng ta đã có 217 triệu ca mắc COVID và 4,5 triệu ca tử vong vì COVID. Globalement, ça nous fait une incidence aux alentours des, enfin, une mortalité, pardon, aux alentours de 2% selon les séries. Và tỷ lệ tử vong là khoảng 2%. Ensuite, vous avez les nombres de cas et les nombres de décès quotidiens depuis les mois de février 2020 jusqu'à l'actualité, jusqu'au 31 août. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở trên cái biểu đồ màu hồng ấy là số lượng những cái ca mà mắc mới từ tháng 2 năm 2020 cho đến tháng 8 năm 2021. On peut identifier globalement trois grosses vagues, dont la troisième, on est encore dedans, c'est celle qui est en train de toucher beaucoup le Vietnam. Và các bạn sẽ thấy rằng cái giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 đấy là cái giai đoạn của làn sóng thứ ba của COVID và bắt đầu ở Việt Nam. Et il y a juste, j'attire votre attention sur un petit détail, c'est que vous voyez que les nombres de cas, en général, les nombres de cas est couplé avec les nombres de décès, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de cas, on a plus de décès. Và các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái biểu đồ đấy thì số lượng những cái ca mắc COVID tăng lên cùng đi kèm với đó là số lượng những ca tử vong cũng tăng lên. Mais dans cette troisième vague que vous voyez ici, c'est moins les cas. D'accord? Dans cette troisième vague, c'est moins les cas et c'est sûrement à cause du vaccin. Tuy nhiên là cái giai đoạn mà trên màn hình ấy, làn sóng thứ ba đấy thì mọi người có thể thấy là số lượng ca thì đã ít đi. Si on regarde l'incidence au 31 août dans les différentes régions, dans les différents continents, on voit que la distribution du nombre de cas n'est pas, excusez-moi, l'incidence hebdomadaire n'a pas été la même, l'épidémie n'a pas évolué au même rythme dans toutes les régions. Các bạn xem cái biểu đồ thứ hai đấy, cái tỷ lệ mà nhiễm COVID hàng tuần đấy thì nó cũng tăng lên ở các vùng. Et si vous regardez particulièrement là où vous êtes, c'est-à-dire les sud-est asiatiques. Và các bạn để ý cái vùng của các bạn là vùng Đông Nam Á. Regardez que malgré le fait que les nombres de cas augmentent, malgré l'augmentation du nombre de cas, cette vague que vous voyez ici, finalement, la mortalité n'a pas tellement décollé, sûrement aussi à cause de l'effet protecteur des vaccins. Các bạn nhìn thấy rằng là ở cái làn sóng ấy, thì mặc dù là tỷ lệ từ số ca mắc mới của các bạn tăng cao nhưng mà tỷ lệ tử vong thì không quá. En tout cas, d'un point de vue statistique, le nombre de décès en Amérique et en Europe n'est pas encore en train de se freiner véritablement malgré les vaccins. Và các bạn nhìn thấy là cái số lượng những ca tử vong ở vùng châu Âu và vùng Trung Mỹ ấy, vẫn tăng lên mặc dù là có vaccine. Donc, encore une fois, en termes de chiffres, au 31 août, nous avons 4,5 millions de décès pour 217 millions de cas confirmés. Và đây là số liệu của cả thế giới đến ngày 31 tháng 8 là có 215 triệu ca mắc mới và có 4,5 triệu ca tử vong. Si l'on regarde particulièrement l'exemple de la France, un des pays qui a été touché, pas dès le début de l'épidémie, mais un mois et demi plus tard, nous avons 112 000 décès pour 6,5 millions. Và ở Pháp ấy, thì là có đến 6,5 triệu ca mắc, trong đó thì có phải 112 000 ca tử vong. Si on regarde le Vietnam à ces jours, enfin au 31 août, et bien que l'épidémie ait démarré très tardivement chez vous, au 31 août, nous avons 11 000 décès pour 450 000 cas.
Và ở Việt Nam ấy, tính đến ngày 31 tháng 8 ấy, thì các bạn có 449.000 ca mắc, trong đó thì có 11.000 ca tử vong. Ça nous fait, vous voyez, en France, à ces moments, compte tenu d'une vaccination, une couverture vaccinale aux alentours des 70%, nous avons une mortalité à 1,71%, alors qu'en Vietnam, à ces moments, dès par la flambée de l'épidémie, nous sommes à 2,46%. Và ở Pháp thì độ bao phủ của vaccine hiện tại là 70% và tỷ lệ tử vong là tử vong là 1,71%. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tỷ lệ tử vong cao là 2,46%. Pour faire au plus simple concernant les caractéristiques de l'infection au virus SARS-CoV-2, je vous présente quelques généralités. Và chúng ta sẽ nói một chút về cái tương quan về cái virus SARS-CoV-2 này. Donc, pour rappel, pour le bêta-coronavirus SARS-CoV-2 a été isolé et identifié en janvier 2020 suite aux cas de pneumonie qui se sont déclarés au mois de décembre 2019 dans la région de Wuhan, en Chine. Và virus SARS-CoV-2 beta coronavirus này thì đã được phát hiện từ tháng 1 năm 2020 tiếp theo do từ những trường hợp mà viêm phổi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Que la transmission interhumaine s'est faite essentiellement par voie aérienne, par des gouttelettes respiratoires et aussi par les contacts avec les fluides, mais aussi par les contacts sur les surfaces, c'est ce qu'on appelle les fomites, ça peut être des robinets, ça peut être des poignées des portes, des boutons d'ascenseur. Và cái sự lây truyền của cái virus SARS-CoV-2 này thì chủ yếu là lây truyền bởi đường không khí, bởi những giọt bắn. Và tuy nhiên thì nó cũng lây truyền ở cái qua qua đường tiếp xúc ở bề mặt, ví dụ như ở vòi nước này, hoặc là ở tay nắm cửa, hoặc là những cái nút. Et ce coronavirus SARS-CoV-2, il a une particularité aussi, c'est celle de pouvoir rester finalement assez longtemps sur les surfaces tant que la température n'est pas trop élevée. Và cái virus SARS-CoV-2 nó có thể tồn tại ở rất là lâu ở trên bề mặt, kể cả trong những điều kiện mà không thuận lợi về nhiệt độ. C'est un virus très contagieux, avec un index de reproduction de 2,5 à 3. Ça veut dire que un contact contagieux peut donner lieu à 2,5, voire 3 cas. Và virus này thì nó có tỷ lệ lây nhiễm cao, với chỉ số lây nhiễm là từ 2,5 đến 3, tức là một người bị nhiễm thì sẽ có khả năng lan truyền bệnh cho 2,5 đến 3 người. Et la période d'incubation moyenne est de 5 jours, sachant que ça peut varier de 2 à 14, mais la période d'incubation moyenne, c'est de 5 jours. 5 jours avant de développer, pardon, 5 jours avant de développer, du coup, de démontrer les symptômes. Và cái thời gian ủ bệnh ấy, thời gian trước khi mà phát hiện các triệu chứng của nhiễm virus ấy, thì trung bình là 5 ngày và nó có thể kéo dài từ 2 đến 14 ngày. Voici la présentation clinique avec les symptômes en ordre de, disons, de fréquence. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là những cái dấu triệu chứng lâm sàng kèm theo với cái tần số mắc, với số phần trăm mà hay mắc các triệu chứng. Je ne vous le souhaite pas, mais j'imagine que certains d'entre vous ont déjà développé la maladie, essentiellement dans des formes plutôt légères à modérées. Mais les symptômes les plus fréquents dans toutes les séries, ce sont la fièvre, la toux plutôt sèche, la dyspnée, la fatigue. Et un symptôme qui est très caractéristique de la COVID SARS-CoV-2, c'est l'anosmie. Et l'agusie, avec ou sans agusie, c'est-à-dire la perte d'odorat et la perte de goût. Và cái triệu chứng lâm sàng mà thường gặp của COVID-19 ấy, gặp nhiều nhất mà các bạn có lẽ đã từng nghe rồi, vì đất nước các bạn cũng có những bệnh nhân nhiễm COVID. Triệu chứng hay gặp nhất đó là sốt này, ho khan này, khó thở này, mệt, và cái triệu chứng đặc hiệu của nhiễm COVID đó là mất khứu giác và mất vị giác. Puisque je vais vous parler de réhabilitation et de kinésithérapie, j'attire votre attention sur le fait que la présence d'expectoration ne concerne qu'un tiers des patients et encore moins en fonction des séries. Và các bạn có thể thấy rằng là với những bệnh nhân mà có triệu chứng là ho khạc đờm ấy, thì tỷ lệ thấp hơn là những trường hợp mà ho khan. Et mon expérience à l'hôpital auprès des cas aigus
vous confirme que le fait d'avoir de l'encombrement chez les patients COVID en phase aiguë est quelque chose plutôt rare, plutôt exceptionnel. Và chúng tôi cũng nhận thấy là những cái trường hợp mà nhập cấp cứu vì COVID ấy, thì những cái trường hợp mà bệnh nhân ho khạc mà đờm đục mà đờm đờm ho khạc đờm đục ở bệnh nhân COVID thì rất là hiếm. Nous avons d'autres symptômes qui vous sont spécifiés, mais qui sont finalement assez fréquents dans toutes les infections virales, comme ça peut être les céphalées, les myalgies, les frissons, les nausées, vomissements. Sachant que dans la COVID, il y a aussi énormément d'incidences et troubles digestifs. Và bên cạnh đó thì có những cái triệu chứng nhiễm trung ngoài COVID thì có thể còn có cả những triệu chứng của nhiễm virus như là việc đau cơ, đau khớp, đau họng hay là đau đầu hay là cảm giác ớn lạnh, nôn, buồn nôn và những triệu chứng về đường tiêu hóa. D'un point de vue strictement médical, la lymphocytopénie, la baisse des lymphocytes est très caractéristique de cette infection. Và một cái đặc điểm mà đặc biệt nữa của COVID-19 đó là tỷ lệ lymphocyte là bao giờ cũng thấp. J'attire également votre attention sur le fait que les troubles de coagulation sont présents pratiquement dans la moitié, en tout cas les dédimères élevés dans la moitié des patients, et d'autant plus que les patients seront sévères. Je parle des troubles de la coagulation et le fait que les dédimères sont trop élevés dans quasiment la moitié des patients et surtout dans les patients les plus sévères. Les troubles de coagulation sanguine sont très fréquents chez les patients en COVID. Troubles cognitifs, oui. Excuse-moi. Vấn đề đông máu, coagulation. Và đến trên 50% các bệnh nhân COVID thì có đến tình trạng rối loạn đông máu. Je vais me concentrer dans l'attente pulmonaire parce que justement après en réhabilitation, on va s'appuyer beaucoup sur la respiration. Và tiếp theo là Andrea sẽ nói về các tổn thương về hô hấp. Et donc, au niveau de l'attente pulmonaire, nous avons une infection des cellules épithéliales bronchiques, des pneumocytes 1 et 2 et des cellules endothéliales capillaires qui génèrent une réponse inflammatoire dans la plupart d'infections respiratoires basses. Và trong những tổn thương ở phổi của bệnh nhân COVID-19 là tình trạng viêm ở những tế bào biểu mô phế quản, những tế bào phế nang loại 1 và loại 2 và những tế bào nội mô mạch máu và những tế bào này sẽ dẫn đến cái đáp ứng viêm ở trên bệnh nhân COVID. Cette réponse inflammatoire va donner lieu à un épaississement de la barrière, on va dire, alvéole interstitielle, à une augmentation de la perméabilité vasculaire et secondairement à un œdème qui peut même atteindre l'alvéole. Oui, en fait, je suis sur la deuxième ligne. Globalement, je suis en train de dire. Donc, je disais que la réponse inflammatoire va donner lieu à un épaississement alvéole interstitiel, à une augmentation de la perméabilité vasculaire et du coup à un œdème qui peut atteindre aussi l'alvéole. Và tình trạng viêm ở trong tình trạng viêm ấy, ở các tế bào ấy thì có liên quan đến việc là dày lên các khoảng kẽ và phế nang, đồng thời tăng lên cái tình trạng tăng tính thấm thành mạch và tình trạng phù phổi. Donc les cas modérés à sévères de COVID, ils vont développer l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Và những cái ca mà mức độ nhẹ hoặc mức độ trung bình thì đều có xu hướng có thể phát triển thành cái hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nhanh. Du fait de cet épaississement, de cette syndrome interstitiel, on va dire. Và trên cái CT là có cái hội chứng khoảng kẽ. Dans les cas les plus sévères, cette insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique va évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ESRA. Và cái tình trạng giảm oxy máu ấy, tiến triển thành cái hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nhanh. En tout cas, la lésion des bases, la lésion pulmonaire des bases dans la COVID, c'est un syndrome interstitiel avec des lésions scanners thoraciques. Tổn thương ở COVID thì tổn thương ở vùng thấp và nó tiến triển thành cái hội chứng khoảng kẽ ở trong bệnh COVID. Et donc, les lésions qu'on va voir au scanner, ce sont des opacités bilatérales, périphériques et basales, en vert dépoli. C'est la lésion la plus typique.
Và cái hình ảnh mà Adrian đang chỉ trên màn hình ấy, là cái hình điển hình của nhiễm COVID, đó là tổn thương ở cả hai bên này, tổn thương ngoại vi và tổn thương ở vùng thấp, và là hình ảnh nào đó là hình ảnh của kính mờ. Potentiellement, on va voir aussi des condensations. À, chúng ta cũng có thể thấy được những cái hình đông đặc. Plus il y aura des condensations, plus c'est un mauvais signe, plus c'est un signe de gravité. À, khi mà có những hình đông đặc của phổi thì nó là cái dấu hiệu của tình trạng bệnh tiến triển nặng. Puis dans les cas qui ne répondent pas bien à la thérapie, qui ne répondent pas aux corticoïdes, on va avoir tardivement une évolution vers des crazy paving ou une pneumonie organisée. Và trong những cái trường hợp mà không đáp ứng với corticoïdes mà tiến triển nặng hơn thì sẽ có những hình ảnh lát đá hoặc là hình ảnh viêm phổi tổ chức hóa. C'est qu'on voit en clinique chez les patients qui ne répondent pas dans les premières semaines des corticoïdes, c'est qu'on peut avoir même des lésions de fibrose précoce. Và khi mà bệnh nhân mà không đáp ứng với corticoïdes tiến triển nặng thì có thể thấy những hình ảnh của sơ phổi. Donc, dans les scores de gravité, on considère toujours l'extension des lésions pulmonaires au scanner avec une distribution inférieure à 10%, de 10 à 25%, de 25 à 50, 50 à 75%. Plus de 75% pour déterminer en quelque sorte la gravité de l'attente pulmonaire. Và cái mức độ nặng ở trên cái về mặt chẩn đoán hình ảnh ấy thì có liên quan cái mức độ nặng về mặt triệu chứng lâm sàng thì có liên quan đến việc phát triển các tổn thương ở phổi từ lúc 10% đến 10-25%, 25-50%, 50-75% và trên 75% tổn thương của phổi. Pour information, vous avez un lien ici en dessous. Vous avez ces liens-là qui va vous amener vers des exemples, des cas cliniques, des scanners COVID que vous pourrez regarder chez vous. Và mọi người cũng có thể thấy được những cái hình ảnh của tổn thương phổi này ở những bệnh nhân COVID ở đất nước của các bạn. Je vous invite à les consulter en tout cas. Et pour parler très rapidement de la prise en charge médicale, même si je pense que vous la connaissez déjà parce que vous êtes plein dedans. Voici un petit peu les généralités de la prise en charge médicale. Và chúng ta sẽ nói rất là nhanh về vấn đề điều trị thuốc của bệnh nhân COVID mà tôi biết là ở đất nước các bạn cũng đã có. D'un côté, la prise en charge va être essentiellement symptomatique et en fonction de la sévérité. Bên cái bảng là nói là trong những trường hợp điều trị triệu chứng và điều trị theo mức độ nặng. Chez les formes, les patients à domicile, la plupart du temps, ils n'auront pas besoin d'oxygène. Trong trường hợp mà bệnh nhân ở nhà thì bệnh nhân có thể sử dụng cái liệu pháp oxy. Les patients qui se font hospitaliser, même en salle de médecine interne, auront sûrement besoin de 2 à 3 litres d'oxygène, voire un peu plus, pour avoir une saturation supérieure à 95%. Excuse-moi. Oui, je disais que les patients hospitalisés auront besoin de 2 à 3 litres d'oxygène, voire un petit peu plus, pour avoir une saturation supérieure à 95%. En cas de dégradation, les patients hospitalisés ou les patients des urgences risquent d'être transférés à des unités de pneumologie ou des surveillances continues où ils vont recevoir de l'oxygénothérapie à haut débit nasal. On appelle ça souvent le OptiFlow. Les cas les plus sévères auront besoin au moins les premiers jours d'une FiO2 supérieure à 50%. 50% de... Des FiO2, des fractions inspirées d'oxygène sur le haut débit nasal. Đó là trong những trường hợp chúng ta sẽ phải nhập viện cấp cứu, trong những trường hợp mà có tỷ lệ PCF dưới 150. Dans les recommandations, on en parle de l'utilisation de la VNI. C'est une stratégie qu'on utilise depuis des années pour l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, mais l'utilisation de la VNI ne doit pas cacher la dégradation du malade.
chercher le... Excuse-moi, la ventilation. Non. Vas-y. Oui, la ventilation. Si jamais, ce que je veux dire, c'est que si jamais un patient est en train de se dégrader, on va l'améliorer pendant la séance de VNI, mais si le patient est en train de se dégrader, on ne doit pas retarder l'intubation à cause de la ventilation non invasive. Trong những trường hợp bệnh nhân suy hô hấp thì chúng ta có thể cho bệnh nhân thông khí nhân tạo không xâm nhập. Tuy nhiên rằng là các bạn lưu ý rằng là các bạn không nên trì hoãn việc đặt nội khí quản cho bệnh nhân trong những trường hợp cần thiết, bởi vì có những trường hợp thông khí nhân tạo không xâm nhập sẽ làm tình trạng bệnh nặng hơn. Donc, sachez que certains patients en SDRA, surtout les plus jeunes, des fois ils sont capables de tenir, de passer le cap, même avec de l'oxygénothérapie à haut débit, sans forcément avoir besoin d'être intubé. Và cũng có những cái bệnh nhân ấy, mặc dù đã thở oxy liều cao nhưng bệnh nhân vẫn không đáp ứng thì chúng ta sẽ chuyển thẳng sang thông khí nhân tạo xâm nhập. Mais devant des signes de dégradation importante, devant une insuffisance respiratoire évoluant vers des dits SDRA, SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, les patients vont devoir être ventilés invasivement. Và với những trường hợp mà bệnh nhân có hội chứng suy hấp có tiến triển nhanh, chúng ta có thể thì có biện pháp điều trị cuối sẽ là thông khí nhân tạo xâm nhập cho bệnh nhân. Pour rappel, un syndrome de détresse respiratoire aiguë se caractérise par un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 200. Tôi nhắc lại rằng là cái hội chứng suy hấp cấp tiến triển nhanh ấy được chẩn đoán khi mà có tỷ lệ là PaO2 trên FiO2 là dưới 200. Dans les cadres de la COVID-19, on a en réanimation beaucoup de patients avec des SDRA réfractaires, c'est-à-dire avec des rapports PaO2 sur FiO2 inférieurs à 100. Và có rất nhiều các bệnh nhân COVID nhập viện trong tình trạng cấp cứu và với hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nhanh khi mà tỷ lệ P trên F còn dưới 100. Dans ce genre de cas, on va être appelé à utiliser des manœuvres de secours du type décubitus ventral ou ça peut aller jusqu'à l'utilisation de l'ECMO, l'oxygénation extracorporelle. Chúng ta có thể sử dụng các phương pháp kèm với thông khí nhân tạo xâm nhập như là thông khí nằm sấp ECMO. Donc, d'un point de vue, évidemment, les patients, quand ils se dégradent beaucoup, ils peuvent aussi faire des chocs septiques, ils peuvent faire des troubles infectieux. Donc, il faut traiter en conséquence d'un point de vue infectieux, donc avec des antibiothérapies adaptées. Với bệnh nhân COVID, thì họ có thể có những triệu chứng nhiễm trùng kèm theo nên là có thể sử dụng thêm cả kháng sinh. Puis autrement, du coup, il y a eu beaucoup d'essais. Il y a beaucoup d'essais médicamenteux en cours pour trouver des médicaments qui puissent diminuer la gravité de la COVID. Và hiện nay thì có rất nhiều loại thuốc với hy vọng là sẽ làm giảm đi cái mức độ nặng của nhiễm COVID. À ce jour et à ma connaissance, les seuls médicaments qui ont montré une certaine efficacité dans la gravité de la COVID, ce sont les remdesivir, les corticoïdes et les tocilizumab, avec des résultats tout de même variables selon les séries. Và theo cái hiểu biết của tôi ấy, thì có ba loại thuốc mà có khả năng làm giảm đến mức độ nặng của bệnh, đó là remdesivir, corticosteroid và tocilizumab. Donc, je ne vais pas développer le traitement médical parce que ce n'est pas du tout mon spécialité. Tôi sẽ không nói kỹ về cái vấn đề thuốc này bởi vì đó không phải là chuyên ngành của tôi. Donc, on arrive à la partie rééducation. C'est vraiment le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de vous synthétiser les recommandations internationales en fonction du moment auquel se trouve le patient dans l'infection. Chúng ta sẽ nói về vấn đề phần chính của bài ngày hôm nay, đó là phục hồi chức năng hấp, các khuyến cáo trong những trường hợp mà bệnh nhân có tình trạng viêm. Sachez que la prise en charge en kinésithérapie va avoir essentiellement trois versants, qui sont la composante respiratoire, la composante motrice et surtout la prévention des complications. En phase aiguë de l'infection virale, COVID, en phase aiguë de la maladie COVID-19,
les kinésithérapeutes, on a très peu de marge pour nous occuper des patients. Và chúng ta đây là chúng ta nói về một căn bệnh về virus và khi mà bệnh nhân người phục hồi chức năng hô hấp có những cái nguy cơ lây nhiễm rất cao khi người ta làm phục hồi. Et beaucoup de fois, ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer d'éviter que le patient se dégrade. C'est-à-dire, on va en quelque sorte protéger les systèmes respiratoires et musculo-squelettiques du patient le temps de passer les caps aigus de l'infection. Oui, ce que je disais, c'est que plutôt que qu'on a très peu de marge de manœuvre pour soigner le patient, ce qu'on va faire en phase aiguë, c'est plutôt essayer d'éviter que le patient perde du muscle, que le patient perde de la fonction respiratoire. Và khi chúng ta thực hiện phục hồi chức năng hô hấp ở những bệnh nhân ở khu vực cấp cứu ấy, thì chúng ta phải phòng tránh cái việc là bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng hơn. Donc pour tous ceux travaillant à l'hôpital, vous le savez, mais même à l'extérieur, il faut le respecter. Les mesures d'hygiène et les gestes barrières, c'est-à-dire l'habillage et l'utilisation des masques et des lunettes, doivent rester systématiquement présents. Khi tiến hành phục hồi chức năng thì chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc về mặt vệ sinh và bảo vệ vùng xung quanh. Et donc, je vais donc vous parler des recommandations en fonction des quatre situations cliniques. Ce sont les suivantes. Và tôi sẽ nói với các bạn về phục hồi chức năng ở trong bốn tình huống sau. Les patients COVID-19 en service de réanimation. Bệnh nhân COVID-19 ở trong khoa hồi sức tích cực. Les patients COVID-19 contagieux, mais en phase post-aiguë, que ce soit à l'hôpital ou à domicile. Bệnh nhân COVID-19 vẫn còn ở trong pha lây nhiễm, nhưng mà sau cái pha mà sau cấp cứu, có thể ở bệnh viện hoặc tại nhà riêng. Puis les patients COVID-19 qui ne sont pas contagieux, ne sont plus contagieux, mais qui sont en phase de récupération. Bệnh nhân COVID-19 không còn khả năng lây nhiễm nữa, mà ở cái pha phục hồi. Puis, dans les recommandations internationales, on parle aussi du fait que malgré l'épidémie, il y a un groupe de patients qu'il faut tout de même essayer de continuer à traiter. Et donc, on va aussi parler de ça. Ce sont les patients non infectés, mais qu'il faut suivre malgré le contexte pandémique. Và chúng ta sẽ nói đến vấn đề là trong bối cảnh đại dịch này, thì mặc dù là vẫn có cái nhóm bệnh nhân mà không bị nhiễm COVID, nhưng mà người ta vẫn cần thiết có cái sự chăm sóc về mặt phục hồi chức năng đó. Donc, nous avons juste la synthèse de ce que je vais vous développer ensuite. Mais voilà, je vous explique très rapidement l'arbre décisionnel que vous voyez ici. Và bạn có thể nhìn thấy ở đây là một cái sơ đồ về lộ trình chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Donc, il y a la contamination des patients, il y a le début des symptômes. À đây là cái phần giai đoạn lây nhiễm mà bắt đầu triệu chứng ấy. Si les patients, un patient avec des symptômes de COVID n'a pas des critères d'hospitalisation, il va être isolé au domicile. Ces patients-là ne vont pas recevoir des kinésithérapies pendant la phase aiguë. Với những bệnh nhân đã được chẩn đoán là COVID-19 nhưng mà không có những cái triệu chứng cần phải nhập viện thì bệnh nhân sẽ trở về nhà và trường hợp này thì không cần thiết phải làm phục hồi chức năng. Si les patients avec des symptômes du COVID, ils présentent des critères d'hospitalisation, soit ils seront hospitalisés en réanimation, soit en secteur conventionnel, médecine interne, pneumologie. Với những bệnh nhân đã được chẩn đoán là COVID-19 mà có những cái triệu chứng mà cần phải nhập viện ấy, thì sẽ hoặc là nhập viện ở khoa hồi sức tích cực hoặc là nhập viện ở những khoa nội khác. Pour les patients hospitalisés en réanimation, la kiné respiratoire sera adaptée à la clinique du patient. Với những bệnh nhân ở khu vực hồi sức tích cực ấy, thì việc phục hồi chức năng phải tùy theo tình trạng, tùy theo cái dấu hiệu lâm sàng. La kiné motrice, on ne la fera que si possible. Donc, si le patient est trop grave, on va pas les faire bouger. Và cái việc phục hồi vận động ấy, thì có thể, tuy nhiên là ở đây thì người ta tình trạng ở đây các bệnh nhân ở trong tình trạng nặng và chúng ta không nên cho bệnh nhân vận động quá nhiều. Mais on sera très attentif à la prévention des complications liées au décubitus. Và chúng ta sẽ phải chú ý đến phòng tránh những cái biến chứng liên quan đến việc tư thế nằm sấp. Et comme je vous dirais aussi, on va surveiller les patients en décubitus ventral pour qu'ils ne développent pas des névralgies, qu'ils ne développent pas des paralysies.
Les patients, pour les patients qui seront, je vais l'expliquer après, hein, mais pour les patients qui sont en décubitus ventral, on doit surveiller l'installation pour qu'ils ne développent pas des compressions nerveuses qui fassent des paralysies. Với những bệnh nhân trong khu vực hồi sức, chúng ta phải lưu ý về vấn đề là theo dõi về tư thế của bệnh nhân để phòng tránh các biến chứng như là liệt đầu người hoặc là những trường hợp mà teo cơ hoặc yếu cơ. Pour les patients qui sortent de réanimation ou qui sont directement en secteur conventionnel d'hospitalisation, salle de pneumologie, médecine interne, la kiné respiratoire se fera toujours selon la clinique et la kiné motrice sera à faible intensité. Với những cái bệnh nhân mà không cần phải nhập viện ở khoa hồi sức tích cực mà nhập viện ở những khoa khác thì việc phục hồi chức năng hô hấp tùy theo triệu chứng lâm sàng và lúc này thì phục hồi chức năng vận động thì ở cường độ thấp. Je vous parlerai après des modalités pratiques. Chúng ta sẽ nói tiếp theo. Pardon. Et une fois que les symptômes sont finis, khi mà trong những trường hợp mà chúng ta khi mà kết thúc những cái triệu chứng mà về mặt COVID ấy, soit on a des patients qui peuvent rentrer à domicile. Khi mà kết thúc những cái triệu chứng về mặt COVID thì bệnh nhân có thể trở về nhà. Soit on a des patients qui doivent être transférés en service des soins de suite et réadaptation. Hoặc là bệnh nhân sẽ được chuyển đến nhập viện ở những cái đơn vị chăm sóc tiếp theo để phục hồi. Pour les patients isolés à domicile, on attendra la fin des 24 jours du début des symptômes pour pouvoir s'occuper d'eux. Với những bệnh nhân mà ở nhà được trở về nhà thì chúng ta sẽ phải chờ đợi cho những bệnh nhân đến hết ngày thứ 24 từ ngày khởi phát triệu chứng thì lúc đó chúng ta mới có thể tiến hành được phục hồi cho bệnh nhân. Sauf si ce sont des patients avec un qui sont très fragiles, très faibles, et ça on va les déterminer avec un test de levée des chaises 10 minutes dont le résultat sera inférieur à 12 levées. Trừ những bệnh nhân mà rất yếu với cái test mà test mà đứng lên ngồi xuống mà dưới 20 lần ấy, thì chúng ta có thể trong vòng 1 phút ấy, thì sẽ phải thực phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Pour les patients qui seront hospitalisés en soins de suite et réadaptation, la kiné respiratoire sera toujours selon la clinique, mais la kiné motrice restera à faible intensité, toujours en isolé. D'accord? Donc on ne fait pas des groupes de patients tant qu'ils sont contagieux, c'est logique. Với những cái bệnh nhân mà ở nhà thì chúng ta sẽ tiến hành phục hồi chức năng khi cần thiết và có thể phục hồi các chức năng vận động của bệnh nhân. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc về mặt vệ sinh và bảo vệ xung quanh. À partir des J24, donc 24 jours après le début des symptômes, normalement les patients ne sont plus contagieux. Phải nhớ rằng là trong vòng 24 ngày kể từ ngày khởi phát triệu chứng thì bệnh nhân vẫn còn trong giai đoạn lây nhiễm. Et c'est là que, surtout pour les patients à domicile ou en soins de suite et réadaptation, on va pouvoir entamer une réhabilitation respiratoire plus classique, plus basée sur les bilans des patients et personnalisée. Excuse-moi. Oui, je disais qu'une fois que le patient n'est plus contagieux, que ce soit à domicile du patient ou que ce soit en centre de rééducation, on pourra faire une réhabilitation respiratoire plus classique, plus comme on fait pour tous les patients. Sau cái giai đoạn mà giai đoạn lây nhiễm ấy, thì chúng ta có thể tiến hành phục hồi chức năng hấp cho bệnh nhân tại nhà hoặc là tiến hành phục hồi chức năng cho bệnh nhân tại các trung tâm phục hồi chức năng. Donc, je vous parlerai après des détails concernant les patients qui ne sont pas porteurs du COVID mais qu'on doit continuer à avoir en rééducation. Chúng ta sẽ nói tiếp đến những cái bệnh nhân mà không nhiễm COVID thứ 19 nhưng mà vẫn cần có phục hồi chức năng hấp. Alors, pour les patients, donc la première catégorie des patients dont je vous ai parlé, ce sont les patients COVID en service de réanimation. Chúng ta sẽ nói tiếp về vấn đề phục hồi chức năng hấp bệnh nhân khoa hồi sức tích cực. Et donc, je vous disais que pour ces patients-là, l'encombrement, la présence de sécrétions n'est pas systématique. Donc, le drainage bronchique n'est pas systématique. Với những cái bệnh nhân mà này thì cái việc mà dẫn lưu phế quản
một cách hệ thống thì không được chỉ định. Si on a des patients qui sont relativement jeunes et qui ont une capacité de toux suffisante, ce n'est pas la peine de faire des drainages bronchiques. Với những bệnh nhân trẻ tuổi này và họ có thể ho được một cách chủ động thì cũng không cần thiết phải tiến hành dẫn lưu phế quản. Donc on réservera la kinésithérapie respiratoire des drainages bronchiques aux patients avec une toux productive mais qui n'est pas efficace. Patients surtout âgés la plupart du temps. Và cái việc mà dẫn lưu phế quản chỉ định ở những trường hợp mà có nhiễm trùng đường hô hấp với ho khạc đờm hoặc ho khạc đờm đục hoặc là người ta ho nhưng mà không hiệu quả và thông thường gặp ở những bệnh nhân cao tuổi. Les recommandations internationales insistent beaucoup sur le fait d'éviter tout ce qui est technique instrumentale. Và với những cái kỹ thuật phục hồi chức năng hô hấp mà cần sử dụng surtout à cause de l'hygiène. Oui. Pardon. Surtout à cause de l'hygiène. Pour éviter les infections croisées. Bởi vì là vấn đề là vệ sinh và đặc biệt là vệ sinh ở những cái ngóc ngách, các cạnh của những cái thiết bị phục hồi chức năng này. Malgré tout, si jamais on doit utiliser des appareils, on doit, dans la mesure du possible, utiliser deux filtres antibactériens ou antiviraux, d'accord? Un à la sortie de l'appareil et un autre proche du patient. Và nếu mà trong những cái trường hợp mà cần thiết phải sử dụng ấy, thì chúng ta phải có cái phin phin lọc vi khuẩn và lọc virus lúc cái đường ra của máy và cái phin trước khi vào bệnh nhân. Le but étant d'éviter la contamination des appareils. Để phòng tránh cái việc là lây nhiễm vào cái máy. Alors, ensuite, je vais vous parler des techniques qui, d'après les recommandations internationales, ne sont pas recommandées, mais je vous mets en orange celles pour lesquelles je ne suis pas forcément d'accord d'après mon expérience clinique. Và đây là những kỹ thuật trình bày tiếp là những kỹ thuật mà không được khuyến cáo sử dụng trên bệnh nhân COVID theo khuyến cáo của thế giới. Tuy nhiên là tôi đã sắp xếp và tôi cũng không hẳn là hoàn toàn đồng ý với những cái dòng màu bôi vàng vàng. D'après les recommandations internationales, la ventilation dirigée abdominodiaphragmatique n'est pas recommandée. Và theo cái khuyến cáo của thế giới thì cái việc mà thông khí chỉ huy bụng và cơ hoành là không được khuyến cáo. Mais moi je l'utilise au cours de la prise en charge pour voir à quel point les patients sont capables de maîtriser la respiration et d'accéder à leur volume. Và tuy nhiên rằng là tôi thực tế là tôi đã sử dụng cái phương pháp này trên những cái bệnh nhân mà cái khả năng ho khạc yếu và cái thể tích thở ra thấp. Si vous demandez à un patient de respirer doucement avec une respiration moins thoracique et plus abdominale, si le patient arrive à vous suivre, c'est sûrement un signe de bon pronostic, c'est un signe favorable. Nếu như mà bạn mà yêu cầu bệnh nhân hít vào và thở ra kéo dài hết sức thì mà bệnh nhân thực hiện được thì theo tôi đấy là một cái điều tốt cho bệnh nhân. Si vous essayez de guider un patient dans une respiration plus lente et plus profonde et le patient n'est pas capable de vous suivre, il ne faut pas les forcer, mais c'est sûrement un patient qui a un corps trop aigu, trop instable. Và nếu như mà bệnh nhân mà bạn thấy là yêu cầu bệnh nhân thở ra dài hơi hết sức có thể mà bệnh nhân không thực hiện được ấy, thì theo tôi thì đây trong tình trạng mà bệnh nhân vẫn còn trong giai đoạn cấp và không ổn định. La respiration à lèvres pincées n'est pas recommandée au niveau international, mais ça peut permettre à certains patients d'éviter la toux lors de l'expiration. Và theo cái khuyến cáo của thế giới ấy, thì việc thở trúng môi thì cũng không được khuyến cáo. Tuy nhiên là cái việc luyện tập bằng thở trúng môi có thể giúp bệnh nhân kéo dài hơi thở. L'aspirométrie incitative n'est pas recommandée, mais chez certains patients qui ont des volumes accessibles, ça permet de suivre l'évolution. Và cái việc mà hô hấp ký khuyến
hô hấp ký phế dung kế khuyến khích ấy, thì cũng không được khuyến cáo sử dụng. Tuy nhiên là cái dụng cụ này một ở một vài bệnh nhân có tình trạng ổn định, người ta vẫn có thể thực hiện được cái kỹ thuật này. Autrement, en phase aiguë, en réanimation, la mobilisation manuelle et les étirements, le lavage du nez, le renforcement des muscles respiratoires, le rentraînement à l'effort et la mobilisation quand les patients sont instables ne sont pas recommandés, mais sont toujours à étudier au cas par cas. Và tuy nhiên, những cái kỹ thuật tiếp theo như là cử động sử dụng tay này, kéo giãn lồng ngực này, rửa mũi này, hoặc là vận động tăng sức mạnh cơ bắp này, tập luyện gắng sức này, cử động ở những trạng thái không ổn định thì không được khuyến cáo. Encore dans les cadres de la composante respiratoire, quand les patients sont sous ventilation mécanique invasive, on n'a pas beaucoup d'indications de kiné respiratoire. Trong những trường hợp mà bệnh nhân dưới cái thông khí nhân tạo xâm nhập bệnh thì rất là khó, gần như là không có chỉ định về mặt phục hồi chức năng mất. En absence de surinfection bactérienne, les patients ne vont pas être encombrés. Và với những cái bệnh nhân mặc dù là có tình cái bệnh nhân này mặc dù có tình trạng là viêm nhưng mà cũng không có tình eczema le patient de, nếu không có dấu hiệu nhiễm khuẩn. Nếu là nếu bệnh nhân mà không có tình trạng nhiễm khuẩn thì thường là sẽ không có tình trạng ứ động. Đúng rồi. Les patients n'aura pas de sécrétion sauf s'il y a une surinfection bactérienne au niveau du poumon. Trừ khi là người ta có cái tình trạng người ta sẽ không có tình trạng ứ động, tuy nhiên người ta có thể có trong những tình trạng có nhiễm trùng đường hô hấp. Et donc, ce qu'on va faire, c'est déjà surveiller que tout va bien au niveau de la ventilation mécanique invasive. Et ça, on peut le faire en surveillant la pression du ballonnet de la sonde d'intubation et en s'assurant la présence d'un système clos d'aspiration. Bạn nếu như cần phục hồi chức năng hô hấp thì các bạn nhớ là phải theo dõi cái áp lực ở vùng cái quả bóng của theo dõi cái áp lực của cái áp lực bóng đặt ở phía bạn ấy và cái hệ thống hút đầm kín. Et donc les techniques qui impliquent la déconnexion du patient comme par exemple le bagging, les hyperinflations manuelles, on va les éviter de par l'hygiène. Và với những kỹ thuật mà sẽ làm mất kết nối giữa bệnh nhân với hệ thống máy ấy thì là chúng ta không được thực hiện bởi vì nó nguy cơ phát tán virus. Concernant le décubitus ventral pour les patients avec un estra réfractaire, on va aider l'équipe soignante à installer les patients et on va surveiller les points d'appui pour prévenir les escarres. Với việc thực hiện mà cái thông khí mà nằm sấp bệnh thì chúng ta sẽ giúp đỡ mà người trong nhóm để đặt được tư thế cho bệnh nhân và chúng ta theo dõi những cái điểm mà tỉ đè để phòng tránh lép. Les recommandations internationales disent que il faut respecter les critères des sévrages ventilatoires ou d'extubation habituelles. Mais encore une fois, je dirais que je ne suis pas d'accord avec cette recommandation, puisque en pratique, on peut extuber des patients avec un rapport P sur F encore très bas dès le moment où on fait un relais entre intubation et ventilation mécanique et optiflow, c'est-à-dire oxygénothérapie à haut débit. Oui, je répète. La recommandation, c'est qu'il faut attendre que le patient soit très bien pour l'extuber. Seulement, dans mon service, des fois, il y a des patients qui ont un rapport PaO2 sur FiO2 qui est encore bas, qui est encore à 120, 125, oui. Et on va les extuber pour éviter les complications de la ventilation mécanique, pour éviter les complications de l'intubation. Et on va les basculer, on va les changer sur oxygénothérapie à haut débit, après l'extubation. Theo khuyến cáo của thế giới, người ta sẽ tiến hành là rút nội khí quản cho bệnh nhân trong những trường hợp bệnh nhân thực sự là ổn định. Tuy nhiên là với khoa của chúng tôi ấy, thì với những bệnh nhân mà mặc dù có tỷ lệ P trên F dưới 100 hoặc vẫn còn thấp dưới 100 hoặc dưới 150, chúng tôi đã có thể rút nội khí quản cho bệnh nhân mà chúng tôi sẽ chuyển ra cho bệnh nhân thở oxy dòng cao. Une fois qu'un patient commence à évoluer correctement sur le plan de l'oxygénation, il ne faut pas attendre une semaine pour le réveiller et l'exuver, il faut le réveiller et si le patient se trouve en bon état,
l'extuber pour faire de la ventilation non invasive ou surtout de l'oxygénothérapie à haut débit. C'est ce que je vous recommande, moi. Và ông bạn tác giả nói rằng là chúng ta cũng không nên chờ đợi, ví dụ như đợi đến một tuần để chẳng hạn để rút nội khí quản cho bệnh nhân, mà chúng ta có thể theo dõi và đánh giá của bệnh nhân. Chúng ta có thể chuyển cho bệnh nhân thở thông khí nhân tạo không xâm nhập hoặc là thông khí hoặc sử dụng oxy lòng cao. Autrement, dans les recommandations internationales, on parle des patients trachotomisés en disant que si les ballonnets de la trachéotomie est dégonflé, bah, le patient doit porter un masque ou qu'on doit éventuellement regonfler le ballonnet pour les séances de kinésithérapie en cas de besoin. Và với những cái bệnh nhân mở khí quản ấy, thì chúng nếu như quả bóng nếu như cái quả bóng của cái cớp nội khí quản ấy mà nếu mà xẹt thì bệnh nhân sẽ phải được đeo mask vào quả bóng và trong cái kỳ phục hồi chức năng hô hấp chúng ta sẽ phải làm căng cái quả bóng nếu như cần thiết. Pour les patients en service de réanimation, pardon. Pour les patients en service de réanimation, concernant la composante motrice, on doit effectuer mesurer un score des forces musculaires MRC dès l'absence de sédation pour identifier la présence d'une neuromyopathie acquise en réanimation. Về vấn đề phục hồi về mặt vận động ấy, thì ngay khi mà dùng thuốc an thần ấy, thì chúng ta sẽ phải tiến hành đánh giá bệnh nhân dựa trên cái thang điểm MIC để đánh giá xem bệnh nhân có mắc phải cái bệnh lý thần kinh cơ mắc phải ở trong khoa hồi sức hay không. En général, on considère qu'un patient présente une neuromyopathie acquise en réanimation quand il a un score MRC inférieur à 48 sur 60. Sẽ chuẩn đoán là bệnh nhân sẽ mắc cái bệnh thần kinh cơ mắc phải do hồi sức tích cực khi mà cái thang điểm MIC này là dưới 48/60. Pour ceux qui sont pas familiarisés avec les scores MRC, je vous rappelle, c'est un testing musculaire qu'on va effectuer sur trois mouvements des membres inférieurs, trois mouvements des membres supérieurs pour additionner et avoir un score global des forces musculaires. Oui, j'ai expliqué un petit peu en quoi ça consiste le score MRC, c'est-à-dire on fait du testing musculaire sur des actions musculaires des membres inférieurs, des jambes et des bras, pour avoir un score global des forces musculaires. C'est pour les gens qui ne connaissent pas les scores MRC. Và tác giả giải thích và tôi giải thích thêm về cái thang điểm MIC là người ta sẽ tính cái khả năng tính cái thang điểm và về sức mạnh cơ hô hấp với những cái chi trên và chi dưới để tính ra được tổng điểm của bệnh nhân. Autrement, on va mettre en place de la mobilisation précoce dès que le patient est stabilisé. Et donc, ça va être avec de la mobilisation active, de la verticalisation, la marche en chambre si possible. Puis surtout, les cycles ergomètres. Và khi mà chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân vận động càng sớm càng tốt ngay sau khi mà bệnh nhân ổn định, có thể là bệnh nhân vận động chủ động này có thể đứng lên hoặc là di chuyển trong phòng hoặc là dùng cái phương pháp như là đạp xe. Excusez-moi. Et donc pourquoi je vous parle de cycloergomètre? Parce que les patients en face et vue, dès qu'on va les mobiliser, ils vont désaturer très fort. Và tuy nhiên là chúng ta phải nhớ rằng là với những bệnh nhân mà vẫn còn ở trong tình trạng cấp cứu thì người ta có thể rơi vào cái tình trạng là suy hô hấp với giảm SpO2 rất là nhanh. Du fait de la maladie pulmonaire, l'oxygène il va pas bien traverser les poumons et donc si vous augmentez la consommation d'oxygène, les patients ne pourront en faire face et il va désaturer. Là với những cái bệnh nhân mà bị bệnh về mặt hô hấp ấy, khi mà người ta tập luyện mà gắng sức, người ta sẽ yêu cầu là cái oxy liều cao. Tuy nhiên là khi chúng ta cung cấp oxy liều cao, nó sẽ không thể nhanh chóng đi vào phổi được và nó sẽ dẫn đến tình trạng suy hô hấp với tình trạng giảm SpO2. Mais si vous faites des actions musculaires de faible intensité soutenues, comme ça peut être le pédalage des membres supérieurs ou le pédalage avec les membres inférieurs à basse vitesse, les patients seront capables d'effectuer un effort musculaire sans forcément désaturer. Allô? Hein? Je n'écoute pas. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, je disais qu'en fait, pour éviter la désaturation chez les patients en réanimation, est-ce qu'on va essayer de faire les premiers jours
c'est de faire simplement du pédalage doux des membres supérieurs ou des jambes pour pouvoir faire un effort physique soutenu, 10 minutes, 15 minutes, sans forcément désaturer, sans forcément tomber, faire chuter la saturation en oxygène. Je ne vous entends pas, docteur Han. Allô? Oh. Hạnh On a ơi. perdu la traductrice. Peut-être il y a des problèmes de Pas internet. chơi. Décidément, ce matin, c'est la... c'est le boycott. Attends. Gérard, ça marche ton micro là déjà? Enlève ton. Ouvre ton micro, voir si ça marche. Voilà. Allô? Ah, ben voilà, ça Oui, marche. C'est bon, très je bien. passe par le téléphone. Où est la traductrice, là? Bah justement, je l'ai perdu. L'interprète? Est-ce que quelqu'un peut prendre le relais? Kouyan peut prendre le relais pour continuer à traduire? Oui, d'accord. On continue, Kylian? Oui, on continue. Donc, Adrian, tu peux répéter? Oui, je vais répéter. J'ai parlé du fait que chez les patients en réanimation, quand ils vont faire des efforts physiques, comme s'élever ou marcher, ils risquent de désaturer. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'au début, les premiers jours, on leur fasse simplement pédaler avec les bras ou avec les jambes, mais à faible vitesse, pas trop vite, d'accord? Sans résistance, pour qu'ils puissent avoir une activité musculaire qui ne provoque pas la désaturation. D'accord. Với những cái bệnh nhân mà COVID đang nằm tại khoa hồi sức thì vì là cái tình trạng bất động của bệnh nhân lâu nên là có nguy cơ sẽ mắc các cái vấn đề bệnh lý về thần kinh cơ. Chính vì vậy mà ở cái giai đoạn đầu thì có thể cho bệnh nhân tập luyện bằng cách là đạp sử vận động tay với lại cái pedal ở xe như là xe đạp mà chúng ta nhìn thấy hoặc là vận động chân. Tuy nhiên thì với cái mức độ nhẹ nhàng thôi và chúng ta không để cái trở kháng để có thể giúp cho bệnh nhân có thể vận động và tránh cái tình trạng là teo yếu cơ. On doit toujours encourager le travail du patient, le travail actif, en dehors des séances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la séance, on va expliquer au patient quelques petits mouvements à faire, des contractions musculaires des membres inférieurs, élévation des membres supérieurs, des mouvements doux pour juste entretenir les muscles, même en dehors des séances de kinésithérapie. Và đồng thời là trong quá trình hướng dẫn bệnh nhân tập luyện như vậy thì chúng ta cũng luôn luôn khuyến khích bệnh nhân luyện tập chủ động ngoài cái thời gian mà bệnh nhân được hướng dẫn tập luyện cùng với lại kỹ thuật viên phục hồi chức năng, ví dụ như là có thể giơ tay, giơ chân lên chẳng hạn. Tất cả những cái vận động đó đều rất là tốt cho bệnh nhân. Et donc, les recommandations internationales insistent toujours beaucoup sur l'hygiène. Donc, on essaie de limiter le matériel qu'on amène dans les chambres pour éviter les infections. Ou en tout cas, si on apporte du matériel, il faut que ce soit du matériel qu'on puisse désinfecter. D'accord. Và các cái khuyến cáo quốc tế thì cũng vẫn khuyến cáo trong trường hợp này chúng ta sử dụng hạn chế việc sử dụng các cái dụng cụ để tập phục hồi chức năng mà mang vào trong phòng bởi vì là những cái dụng cụ như vậy thì rất khó để có thể khử khuẩn và tăng nguy cơ lây nhiễm. Pour ceux travaillant en réanimation et qui cherchent des idées pour mobiliser leurs patients, je vous conseille l'article de Corinne Ekman de 2021. Vous avez une série de 10 cas cliniques des patients COVID avec une mobilisation adaptée à chaque patient. Và ở các cái khoa hồi sức tích cực thì khuyến cáo là chúng ta sẽ tập phục hồi chức năng sớm cho bệnh nhân và cái việc tập đó thì nó sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân. Là, vous avez une installation du patient en position assise au bord de son lit. Si vous avez beaucoup de patients, c'est compliqué de gérer la mise au fauteuil des patients. D'accord? Donc, des fois, le simple fait de modifier l'installation au lit vers une position bien installée, mais assise,
ça va aider le patient à être plus vertical et ça va aider les soignants aussi à ne pas être en train de lever et recoucher les patients. Và ví dụ như trong trường hợp này thì chúng ta sẽ cố gắng là để cho bệnh nhân ở tư thế ngồi và ngồi ở cạnh giường như thế này. Nếu như chúng ta có quá nhiều bệnh nhân thì cái việc mà đưa bệnh nhân ra ngồi ở cái ghế phô tơ ấy thì nó sẽ khó khăn. Nhưng mà có thể cho bệnh nhân ngồi ở cạnh giường như thế này với cái vị trí cố định chắc chắn và các cái gối xung quanh như thế này thì sẽ rất là tốt cho bệnh nhân để có thể hồi phục sớm. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des cycloergomètres qu'on peut adapter au lit, ben là, vous avez un exemple des cycloergomètres au lit pour un patient trachéotomisé. D'accord. Bịt một túi này. Và với những cái bệnh nhân mà tình trạng nhức đầu ấy. Hạnh Hạnh đã vào rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Okay. Và trên cái hình ảnh này thì các bạn nhìn thấy là một cái bệnh nhân mà được mở khí quản, tuy nhiên là người ta vẫn phải tập luyện được bằng cái hệ thống cyclometry, tức là đạp xe trên giường. C'est bon, on continue? Oui. Oui. Et donc, excusez-moi. Et donc, je vous parlais aussi de la prévention des complications et éventuellement l'éducation des patients. Et donc, toujours en réanimation, on doit essayer d'optimiser l'installation des patients, toujours en collaboration avec l'ensemble de l'équipe. Và tôi sẽ nói đến phần tiếp theo, đó là phần phòng tránh các biến chứng và giáo dục bệnh nhân. Đó là chúng ta phải tối ưu hóa tư thế của bệnh nhân trong cái việc là kết hợp với các thành viên khác, đặt cái tư thế của bệnh nhân được phù hợp. Et ça concerne beaucoup, beaucoup les patients COVID qu'on met en décubitus ventral. Và rất, rất nhiều các bệnh nhân COVID thì được đặt ở cái tư thế nằm sấp. Dans la mesure du possible, on doit éviter les hyperextensions du cou de la région cervicale. Và khi mà chúng ta đặt cái bệnh nhân ở tư thế nằm sấp như vậy thì bệnh nhân sẽ có những cái vị trí mà bị tì đè. Ok, évidemment, est-ce qu'on vous conseille c'est de placer toujours des coussins mous, des coussins au niveau thoracique supérieur pour dégager la tête du patient, pour surélever le thorax et pouvoir avoir la tête légèrement en flexion. Pas comme ça. Trong cái trường hợp như thế thì tức là bệnh nhân nằm sấp ấy thì cái cổ của bệnh nhân sẽ có xu hướng là ưỡn ngửa lên phía trên thì nó sẽ dễ bị chấn thương cột sống cổ, vì vậy là khuyên là có thể đặt một cái gối ở phía trước ngực của bệnh nhân ấy để tránh cho cái việc cái cột sống cổ của bệnh nhân nó quá ưỡn ra phía sau. Et il est très important de surveiller la position des membres parce que on a des séries de cas où qui décrivent chez les patients qui ont été installés en décubitus ventral des paralysies ou des attentes, des lésions nerveuses périphériques, des nerfs urinaires, radiales, même des membres inférieurs aussi, des nerfs sciatiques. Và chúng ta phải rất chú ý đến cái tư thế ở chân của tư thế các chi của bệnh nhân, bởi vì là chúng tôi đã có những cái bệnh nhân mà chúng tôi đã có vài ca những trường hợp mà bệnh nhân bị liệt, đặc biệt là chi dưới của bệnh nhân. Donc on doit toujours continuer à insister auprès des patients pour qu'ils respectent les règles d'hygiène, c'est-à-dire port de masque dès qu'il y a quelqu'un d'autre dans la chambre, tousser dans les coudes pour ne pas disperser les virus partout dans la chambre en phase de contagion, en phase contagieuse. Và chúng ta sẽ phải giáo dục cái bệnh nhân tuân thủ các nguyên tắc về mặt vệ sinh. Ví dụ như là bệnh nhân phải đeo mask, hoặc bệnh nhân khi ho là phải dùng khẩu tay che. En collaboration avec l'équipe de diététique, on doit surveiller les troubles de déglutition pour éviter les fausses routes, pour éviter les inhalations et l'état nutritionnel du patient, d'accord? Que le patient ne perde pas beaucoup trop de muscles. Và chúng ta sẽ phải đánh giá về bệnh nhân về những cái rối loạn về mặt nuốt và cái tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân. On doit promouvoir l'hydratation du patient parce que des fois, le fait de mal respirer va faire qu'ils vont moins boire. Và chúng ta sẽ phải thúc đẩy bệnh nhân uống nước hơn, bởi vì những bệnh nhân mà suy hô hấp thì họ thông thường là sẽ thiếu nước. Et puisque on passe du temps avec les patients, dans la mesure du possible, il faut essayer de les rassurer concernant l'évolution. On soutient en quelque sorte un petit peu le patient, on les encourage les temps qu'ils vont s'améliorer. Chúng ta cũng phải động viên bệnh nhân rằng là bệnh sẽ tiến triển một cách khả quan và hỗ trợ bệnh nhân khi bệnh nhân di chuyển khỏi khoa. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était en réanimation. Maintenant, on a des patients COVID. Je vous parle des patients COVID qui sont toujours contagieux, mais qui sont en phase post-aiguë. Chúng ta sẽ nói đến cái bệnh nhân COVID-19 vẫn là giai đoạn lây nhiễm, nhưng ở giai đoạn sau khi cấp cứu.
Ça peut être des patients hospitalisés en secteur dédié COVID, des patients en salle de pneumologie, des médecines internes, ou bien des patients qui sont à domicile, confinés. Bệnh nhân thì sẽ sau khi ở giai đoạn hồi sức cấp cứu ấy, thì bệnh nhân có thể sẽ nhập viện tiếp ở theo là những cái khoa mà dành riêng cho bệnh nhân COVID hoặc là bệnh khoa hô hấp hoặc là những khoa nội hoặc là bệnh nhân cũng có thể trở về nhà với điều kiện là sẽ phải cách ly. Les objectifs en kinésithérapie sont récupérer les fonctions respiratoires et motrices fonctionnelles. Và mục tiêu của chức năng hô hấp giai đoạn này sẽ là giúp bệnh nhân phục hồi lại được các chức năng về mặt hô hấp và vận động. Dans le but de récupérer une fonction suffisante pour retourner à domicile. Với mục tiêu là phục hồi được các chức năng để cho bệnh nhân có thể trở về nhà. Et on doit toujours rester attentif à surveiller toute aggravation, puisque les patients qui sortent de réanimation dans les 10 jours qui suivent peuvent s'aggraver et remonter en réanimation. Chúng ta phải luôn luôn chú ý là chúng ta phải theo dõi các dấu hiệu nặng của bệnh. Bởi vì là các bệnh nhân này là bệnh nhân vừa mới rời khỏi khoa hồi sức tích cực và thông thường là theo dõi trong 10 ngày sau đó. Puisque les patients restent contagieux, on fera que des séances individuelles. Donc, on s'interdit toujours de rassembler plusieurs patients dans la même pièce. Và với bệnh nhân này vẫn còn ở trong giai đoạn lây nhiễm, cho nên là bệnh nhân, chúng ta sẽ phải thực hiện phục hồi chức năng hô hấp với một mình bệnh nhân thôi, ở trong phòng hoặc là trong một mình bệnh nhân đấy ở trong cái phòng phục hồi chức năng hô hấp. Il y a quelque chose que, comme vous savez bien, on a commencé à développer beaucoup avec la pandémie et qui s'avère très utile dans ces contextes des patients contagieux, qui est le fait d'effectuer des télésoins, c'est-à-dire de contacter le patient par ordinateur, par téléphone, pour faire le suivi. Và trong bối cảnh đại dịch ấy, chúng ta cũng có thể là tiến hành phục hồi chức năng hô hấp từ xa cho bệnh nhân bằng TV này hoặc là bằng điện thoại này, nếu như có thể. Pour les patients à domicile, ça peut permettre en plus de suivre plus de monde en moins de temps. Và với những bệnh nhân này trở về nhà, với những bệnh nhân COVID này mà ở nhà, thì chúng ta nên được theo dõi từ xa bởi nhiều người. Par contre, dans cette phase de suivi, il faut toujours garder en tête, il faut toujours respecter les critères de non-réalisation de la séance et les critères d'arrêt de la séance si le patient se dégrade. Vì bệnh nhân này là giai đoạn sau cấp tính, nên chúng ta luôn luôn phải tôn trọng những cái dấu hiệu và theo dõi những cái dấu hiệu, và chúng ta không thể thực hiện được cái chức năng hô hấp ở giai đoạn đó, hoặc là chúng ta sẽ phải dừng thực hiện chức năng hô hấp nếu như bệnh nhân có các dấu hiệu. Alors, les patients avec des arythmies aiguës significatives ou des patients avec des pathologies cardiaques beaucoup trop instables, on ne va pas faire de la réhabilitation. Với những bệnh nhân mà có những cái rối loạn nhịp cấp mà nguy hiểm, hoặc là với những bệnh nhân có những cái bệnh lý tim mạch nặng nề, thì chúng ta cũng không tiến hành phục hồi chức năng nữa. Si un patient avant la séance ou au cours de la séance présente des signes cliniques de détresse respiratoire, évidemment, on ne continue pas. Với những bệnh nhân trước khi hoặc là trong khi thực hiện phục hồi chức năng nữa, mà có những cái dấu hiệu suy hô hấp, chúng ta cũng không tiến hành. En cas de fièvre ou d'aggravation clinique, on n'entame pas la séance, on ne fait pas de séance de réhabilitation. Và với những bệnh nhân có sốt này hoặc bệnh nhân có dấu hiệu nặng hơn về mặt lâm sàng, thì chúng ta cũng không tiến hành. Ici, vous avez des critères qui concernent les patients en réanimation pour savoir si on peut les prendre en charge ou pas, si on peut continuer la séance ou pas. Trên cái Adriana khoanh ấy, thì đấy là những cái dấu hiệu về mặt suy giảm, về mặt dấu hiệu về mặt suy hô hấp mà chúng ta sẽ không tiến hành thực hiện phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân. Mais sachez que moi, en tout cas, en post-aigu, même en réanimation, je n'attends pas qu'un patient ait plus de 250 des rapports PaO2 sur FiO2 pour le prendre en charge. C'est trop restrictif. C'est trop... Ça nous restreint trop dans le nombre de patients à traiter. Và với những cái bệnh nhân mà có tỷ lệ P trên F mà dưới 250 ấy, là những cái tỷ lệ này rất thấp, và chúng ta sẽ phải theo dõi mà kể cả khi bệnh nhân vừa rồi khỏi khoa hồi sức tích cực. Chez un patient COVID trop hypoxémique, si on a de la marge, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la FiO2, augmenter la quantité d'oxygène, le temps de faire l'effort physique pour éviter la désaturation. Và với những cái bệnh nhân COVID ấy, bệnh nhân có thể có cái tình trạng suy hô hấp, và trong những trường hợp đấy thì chúng ta sẽ phải tăng cái liều oxygen lên cho bệnh nhân.
Et donc, c'est comme ça qu'on va éviter les désaturations brutales lors des séances de kiné, mais aussi, du fait, pas seulement monter l'oxygène, mais aussi le fait de faire des mouvements plutôt doux, des mouvements soutenus, des mouvements peu intenses. Oui, et ce que je veux dire, c'est que quand on s'occupe des patients, il faut, si jamais la saturation est déjà un peu basse, on va augmenter l'oxygène pour pouvoir mieux bouger, et aussi on va faire des mouvements doux, comme je vous disais, du pédalage, on va faire des mouvements, on ne va pas marcher vite, par exemple, on va faire toujours des mouvements très doux, faible intensité. Và khi mà bệnh nhân có tình trạng siêu hấp ấy, đối với tình trạng SpO2 giảm ấy, thì chúng ta có thể tăng liều oxy lên cho bệnh nhân và lúc đấy thì chúng ta sẽ không làm các hoạt động và thực hiện hoạt động bù chức năng hô hấp một cách gắng sức quá, không đi lại nhiều quá, mà chúng ta sẽ làm với những kỹ thuật bù chức năng ở cường độ thấp. Et donc, si on a des patients chez qui la maladie est en train de s'aggraver encore, en général, on ne fait pas de réhabilitation. Tant que le patient n'est pas stabilisé sous le plan de l'évolution de la maladie, on n'entend pas la réhabilitation. Si le patient a des signes d'aggravation. Exactement. Pas seulement aggravation, mais si les images au scanner elles sont en train de s'émajorer, de s'aggraver, on ne fait pas de réhabilitation. Souvent, ça va s'accompagner d'une aggravation clinique. Và nếu như mà bệnh nhân mặc dù là trong tình trạng ổn định, tuy nhiên là nếu như bệnh nhân có một cái tình trạng dấu hiệu nặng lên về mặt chuẩn đoán hình ảnh thì chúng ta cũng không tiến hành thực hiện bù chức năng hô hấp cho bệnh nhân. En tout cas, avant toute séance de réhabilitation chez un patient contagieux en phase post-aiguë, on doit toujours mesurer les éléments suivants. Và với tất cả các bệnh nhân về mặt COVID lây nhiễm ở giai đoạn sau cấp cứu, chúng ta phải đánh giá về mặt bilang cho bệnh nhân. Donc, toujours tenir compte de la saturation pulsion oxygène, combien d'oxygène reçoit le patient, la fréquence respiratoire au repos, la fréquence cardiaque au repos, la tension artérielle avant la séance. Voici. Là những cái bilang cần phải đánh giá cho bệnh nhân ở đây là gì? Đó là về vấn đề là độ bão hòa oxy máu của bệnh nhân này, và những lượng oxy mà bệnh nhân cần thiết phải bổ sung này, và tần số hô hấp, tần số nhịp thở và huyết áp, tần số tim mạch và huyết áp. Puis on examine les patients. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Ah, oui, je disais aussi, on essaie d'évaluer si le patient est encombré ou pas et quelle est sa capacité de désencombrement. Và chúng ta sẽ đánh giá là bệnh nhân có tình trạng ứ động đờm dãi hay không và cái khả năng mà bệnh nhân tự giải phóng được cái tình trạng ứ động đờm dãi đấy. Et donc, plutôt pour les patients à domicile, on mesure la dyspnée à chaque séance avec les scores modifiés et MRC. Mais dans les cadres des séances à l'hôpital, moi, je préfère plutôt utiliser l'échelle des barres modifiées pour mesurer la dyspnée de 0 à 10 avant, pendant, après la séance. Bệnh nhân thì sẽ đánh giá tình trạng khó thở thì bằng thang điểm MIC hoặc thang điểm Bock sửa đổi. Tuy nhiên là với kinh nghiệm của tôi thì tôi hay thường sử dụng cái thang điểm MIC ở khoa hồi sức. Alors, pour les patients, toujours les mêmes patients, hein, COVID contagieux en phase post-aiguë, que ce soit à l'hôpital, en centre de réadaptation ou à domicile, on commence à surveiller aussi au niveau nutritionnel. Với những bệnh nhân COVID giai đoạn lây nhiễm mà sau giai đoạn cấp cứu ấy, thì chúng ta sẽ phải có cái đánh giá khác, và đây là đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Je vous rappelle qu'on ne peut pas récupérer des muscles si on n'est pas bien nourri. Và chúng ta sẽ tiến hành phục hồi cơ khi mà bệnh nhân được nuôi dưỡng tốt. On fera un bilan articulaire rapide pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème d'amplitude articulaire, ou en tout cas pour les considérer pour la rééducation. Và chúng ta sẽ đánh giá cái bilan về khớp hoặc là khớp hoặc là bilan về sức mạnh cơ. Un bilan des forces musculaires, des préférences par dynamométrie. Và bilan về sức mạnh của cơ thì chúng ta thường đánh giá bằng cái đo động học cơ. Donc dans la plupart des séries, pardon. Pardon. Vas-y. Je ne sais, dans la plupart des séries des patients qu'on a suivis au niveau de la fonction dans la littérature, on fait minimum toujours les hand grip, d'accord, la mesure de la force et fermeture de la main. C'est l'appareil que vous voyez ici à droite. Excuse-moi.
Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, j'ai dit que dans la plupart d'articles, on suit les patients, on fait du suivi des patients, d'accord? On va toujours mesurer la force de fermeture de la main, le hand grip, pour le suivi, d'accord? La force que le patient développe quand il fait la fermeture des mains. C'est ce qu'on a ici. Force fermeture des... Et qu'il soit la... La force, la force. On appelle ça hand grip. C'est la force qu'on développe quand on ferme la main. La force qu'on arrive à développer, c'est un très bon moyen, c'est une bonne estimation de la force générale du patient. Với những cái bệnh nhân mà đánh giá về mặt sức mạnh cơ ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp người ta gọi là Fox Harry, tức là gần như là một cái dụng cụ để đánh giá sức mạnh cơ, và hay đề cập ở đây là đánh giá sức mạnh cơ tay. Nó là cái dụng cụ để đo cơ lực của tay. Một cái thiết bị đo cơ lực tay. Et donc, oui, on conseille aussi une série de tests fonctionnels, ce que le docteur Body va vous parler comme des tests de terrain en réhabilitation. Mais les tests fonctionnels chez les patients COVID en phase post-aiguë doivent être simples. On ne doit pas faire des tests de marche de 6 minutes, ils ne seront pas capables de les faire. Và vì bệnh nhân vừa mới xong giai đoạn sau cấp cứu ấy, nên chúng ta làm những cái test về mặt chức năng, thì chúng ta làm những cái test đơn giản, nhưng mà về làm phức tạp quá thì bệnh nhân sẽ không thể thực hiện được. Donc les tests de terrain qu'on utilise le plus souvent chez les patients COVID en phase post-aiguë, c'est le test élevé des chaises 10 minutes, voire des 30 secondes si le patient est trop faible. Và cái test mà thường sử dụng với cái bệnh nhân COVID mà sau giai đoạn cấp cứu ấy, đó là cái test đứng lên ngồi xuống ở ghế trong vòng 1 phút hoặc là 30 giây. On essaie de mettre en place aussi le suivi psychologique, même si c'est souvent les psychologues qui vont le mettre en place. Và chúng ta sẽ phải tiếp tục đánh giá những vấn đề tâm lý của bệnh nhân. Ở đây sẽ có các nhà tâm lý, người ta sẽ thực hiện điều này. Concernant le test d'élevé des chaises, ce n'est pas très compliqué. Voici un petit peu les modalités pratiques que je vais vous expliquer. Và cái test đứng lên ngồi xuống ấy, trong vòng 1 phút ấy, thì nó không quá là phức tạp, và các bạn sẽ nhìn một cái ảnh này. Donc globalement, on va demander au patient de s'asseoir sur une chaise où il a le bassin à peu près à hauteur des genoux. Và đầu tiên là chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân ngồi xuống ở ghế với hai tay chống ở háng và chân thì để dính nền đất gấp gối. On utilise toujours la même chaise pour le test. Hein? Và bệnh nhân ngồi trên cái ghế không có tay vịn. Et donc, on demande au patient de s'élever et de s'asseoir autant de fois que possible sur une minute. Và chúng ta sẽ yêu cầu là bệnh nhân đứng lên và ngồi xuống một mình ấy, tự đứng lên ngồi xuống một mình trong vòng 1 phút. Si possible, sans l'aide des bras. Sans s'aider avec les bras. Và bệnh nhân sẽ phải đứng lên ngồi xuống mà không được thay đổi cái tay của bệnh nhân. Donc, tout en surveillant la saturation, on va comptabiliser sur une minute le nombre de fois que le patient arrive à s'élever, s'asseoir, et en même temps la saturation et la fréquence cardiaque. Và chúng ta sẽ phải trong quá trình bệnh nhân đứng lên ngồi xuống như vậy, chúng ta sẽ phải theo dõi về mặt SpO2 của bệnh nhân cũng như nhịp thở, mặt hô hấp. On surveille donc la saturation et la fréquence cardiaque, et pas seulement pendant les tests, mais aussi pendant les 2-3 minutes qui suivent la récupération. Và chúng ta sẽ theo dõi tiếp về mặt nhịp thở này cũng như nhịp tim, và chúng ta có thể tiếp tục trong vòng 2 đến 3 phút nếu như bệnh nhân có thể. La valeur seuil qu'on se donne pour se dire que le patient a des capacités fonctionnelles dégradées, ce sont 12 levées sur 1 minute. Nếu như mà bệnh nhân trong tình trạng nặng ấy, thì bệnh nhân sẽ đứng lên ngồi xuống dưới 20 lần trong vòng 1 phút. Un patient qui est capable de s'élever 20 fois sur une minute, on considère qu'il n'a pas de gros déficit fonctionnel. Nếu như mà bệnh nhân mà có thể đứng lên ngồi xuống trên 20 lần trong vòng 1 phút thì là bệnh nhân có một cái bệnh nhân trong tình trạng ổn. Et donc, pour les patients qui rentrent à domicile encore en période contagieuse, si jamais ils ne sont pas capables de se lever 12 fois sur une minute
avant de quitter l'hôpital, on va essayer de démarrer la kinésithérapie à domicile, à, même pendant la période contagieuse. Với những cái bệnh nhân mà tại thời điểm nhập viện qua hồi sức tích cực, bệnh nhân không thể nào mà thực hiện được cái việc là đứng lên ngồi xuống dưới 12, đứng lên ngồi xuống 12 lần trong vòng 1 phút ấy, thì chúng ta sẽ yêu cầu tiến hành phục hồi chức năng cho bệnh nhân tại nhà ngay cả khi bệnh nhân còn trong giai đoạn lây nhiễm. Donc, pour récapituler, pour les patients COVID-19 en phase post-acute, en pratique. Và cái phương pháp này thì với bệnh nhân COVID-19 thì chúng ta cũng thực hiện. Toujours des séances individuelles, toujours avec respect des règles d'hygiène. Luôn luôn nhớ là phải tuân thủ quy tắc về mặt vệ sinh. On limite les matériels utilisés, on n'apporte pas de matériel sauf si on peut le désinfecter. Và chúng ta giới không sử dụng quá nhiều cái dụng cụ vật liệu tiến hành phục vụ chức năng hô hấp, và nếu như có sử dụng thì đấy là phải là cái dụng cụ mà Les exercices fonctionnels restent à faible intensité, c'est-à-dire 1 à 3 équivalents métaboliques. Và cái bài luyện tập ấy, thì nó không cường độ là yếu, và thời gian của nó từ khoảng 20-30 phút ou 3-5 lần một tuần. Ça peut être du pédalage, ça peut être de la gymnastique sans résistance, sans poids, ça peut être de la marche à très faible vitesse. Và cái bài tập này thì cường độ yếu, đó có thể là đi bộ hoặc là đạp xe. Et donc, la perception de l'effort, vous savez, Monsieur Body va vous dire que dans les cadres d'une réhabilitation respiratoire normale, on se donne une marge entre 4 à 6 sur une échelle de 10 des perceptions de la dyspnée ou des perceptions de la fatigue musculaire. Chez les patients COVID, en phase aiguë, en post-aiguë, on va travailler à moins de 3 sur 10, enfin, maximum 3 sur 10. On ne va pas aller à chercher une dyspnée entre 4 et 6, mais plutôt en dessous. Và với những thang điểm về mặt khó thở và mệt cơ ấy, nếu như mà bệnh nhân mà thang điểm này từ 4, 5 trên 10 thì chúng ta cũng không thực hiện phục hồi chức năng. Chúng ta chỉ thực hiện với trường hợp là cái thang điểm về mặt khó thở và mệt cơ là dưới từ 3 trên 10. Dưới 3 trên 10. Trong cái chỗ này là tức là pardon, cái phần này là tức là bệnh nhân COVID thì mình sẽ cho bệnh nhân tập luyện cho đến khi ở cái mức mà bệnh nhân cảm nhận mức độ khó thở là từ dưới 3 trên 10 theo thang điểm bo. Với những người bệnh nhân ở nhóm bệnh khác như là COPD hoặc các bệnh lý khác thì mình sẽ để cái điểm bo bệnh nhân tập ở cái mức là từ 4 đến 6 trên 10 cái mức độ khó thở của bệnh nhân, thì mình sẽ để cái cường độ gắng sức như vậy. Nhưng với những bệnh nhân COVID thì mình không để cho bệnh nhân chỉ tập ở cái mức mà điểm bo từ 3 trên 10 trở xuống thôi, chứ không là 4 đến 6, tức là không vượt quá cái mức 3. La durée, oui, merci. La durée de la réhabilitation va être des séances de 20 à 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine, sachant que les premières séances seront souvent très courtes. Au début, on ne pourra pas faire des séances très longues. Và thời gian của mỗi cái lần tập hồi phục chức năng này là từ 20 đến 30 phút, 3 đến 5 lần một tuần, và chúng ta cũng không nên tiến hành những cái kỳ tập luyện phục hồi chức năng kéo dài cho bệnh nhân. Pour les patients à domicile, si on les suit avec des télésoins, des suivis téléphoniques ou par ordinateur, on peut encourager des séances un jour sur deux. Un jour, ils travaillent, un jour, ils se reposent, un jour, ils travaillent, un jour, ils se reposent. Với những cái bệnh nhân mà ở nhà đấy, thì chúng ta có thể tiến hành phục hồi chức năng gấp từ xa qua điện thoại hoặc qua TV cho bệnh nhân một cách ngày, tức là một ngày tập luyện, phải không? Donc, après 24 jours, à partir du début des symptômes, les patients ne sont plus contagieux. Alors, je vais être obligé d'interrompre Adrien, comme oui. Je lui ai indiqué par chat. Là, parce qu'on arrive maintenant dans une phase qui ressemble beaucoup à la réhabilitation générale. Vous disposez du topo complet d'Adrien pour ce qui est du COVID non contagieux auquel vous pourrez vous référer. Et donc je demande juste une phrase de conclusion à Adrien et je vais prendre le relais pour les principes de réhabilitation. Très bien. D'accord. Donc, comme M. Vaudy va vous expliquer la réhabilitation respiratoire en phase stable, c'est vrai qu'après la phase contagieuse, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, c'est Dr. Vaudy qui va vous expliquer.
Và Dr. Arian sẽ nói tiếp về cái vấn đề sau cái bệnh nhân ở da, da sau lây nhiễm và sau đó là Dr. Jarabody sẽ nói tiếp. Donc la seule chose que je vais vous parler de deux choses. Un, les patients ont essayé de suivre malgré les contextes épidémiques, c'est-à-dire les patients qui, sans être infectés à SARS-CoV-2, on doit quand même essayer de suivre. Chúng ta sẽ nói tiếp về những cái bệnh nhân mà không nhiễm SARS-CoV-2 nhưng mà bệnh nhân vẫn cần cái sự phục hồi chức năng tiếp theo. Et donc, ce sont les patients qui sont déjà fragiles à la base, atteints des maladies chroniques, d'accord? Nó là những cái bệnh nhân mà yếu với những bệnh nhân mà mắc bệnh mãn tính. Les patients ont préopératoire des lignes chirurgiques thoraciques surtout ou abdominales hautes. Và chúng ta ưu tiên là chúng ta sẽ chăm sóc từ xa cho bệnh nhân. Et les patients attendent des les patients très sécrétants, genre dilatation des bronches, il faut continuer à faire des drainages bronchiques fréquemment. Và chúng ta cũng phải thực hiện những bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân mà giãn phế quản hoặc là ứ động chất tiết nhiều. Je vous laisse vous référer aux critères des hospitalisations pour les patients qui s'aggravent au cours des séances. Và đây cũng là những cái triệu chứng mà chúng ta phải theo dõi khi mà tiến hành phục hồi chức năng hô hấp, những cái triệu chứng mà nặng hơn, cái dấu hiệu của nặng hơn mà cần phải nhập viện khi mà tiến hành phục hồi chức năng hô hấp cho bệnh nhân. Et donc même si là vous est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran? OK. On va je vais prendre le relais. OK, très bien. Bây giờ thì là sẽ đến là Dr. Jarabody. Tu arrêtes ton partage d'écran. Oui, oui. C'est bon. OK. Merci beaucoup, Han et Kuyen. Ouais, merci. Merci, Adrien. Je vais essayer de prendre ce relais ici. Ça marche. Bon, bonjour. Je rejoins la réunion un peu tard avec des problèmes techniques. J'espère que tout le monde m'aura excusé de ces problèmes techniques. Chào các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ đến phần trình bày của tôi. Rất xin lỗi là vì vấn đề kỹ thuật nên là bây giờ tôi mới có thể trình bày cái bài của mình. Thế thì mình cũng nói một chút là lúc nãy thầy anh Arian anh đang trình bày tiếp cái bài của anh ấy, nhưng mà tuy nhiên đến phần này là COVID ở giai đoạn mà hết lây nhiễm và ở giai đoạn theo dõi sau này thì nó sẽ giống như cái phục hồi chức năng hô hấp thông thường. Vì vậy mà thầy Jarabody dừng cái bài tiếp theo của anh ấy lại vì sẽ trình bày trong cái bài này. Merci Adrien d'avoir présenté la rééducation, la kinésithérapie de la COVID. Cảm ơn Arian vì đã trình bày về cái phần phục hồi chức năng hô hấp ở bệnh nhân COVID. D'autant plus que le sujet me tient à cœur. Vous savez que j'ai travaillé pendant 10 ans à l'hôpital français. Je n'étais pas à Hanoï en février-mars 2003, mais j'ai des amis qui sont morts à l'hôpital français du SRAS. Et c'est donc un sujet très plein d'émotions pour moi. Tôi đã từng có thời gian rất dài là đến Việt Nam và cũng đã hỗ trợ các cái khóa đào tạo như thế này và từ năm 2003 thì tôi có làm việc ở bệnh viện Việt Pháp. Je regrette aussi d'avoir laissé la parole à Adrien en premier parce qu'il parle toujours trop longtemps. Je vais essayer de vous résumer donc les principes généraux réadaptation respiratoire en une demi-heure, trois quarts d'heure peut-être. Cái phần trình bày của Arian vừa rồi thì là về phục hồi chức năng hô hấp ở bệnh nhân COVID. Tuy nhiên đến đoạn sau thì nó là cái phục hồi chức năng hô hấp nói chung ở bệnh nhân COVID ở giai đoạn ổn định thì nó cũng giống như một cái thông thường. Và với phục hồi chức năng thì để mà nói một cái sâu về vấn đề phục hồi chức năng thì nó sẽ mất rất là nhiều giờ. Alors, la réadaptation respiratoire va concerner principalement, va bénéficier surtout aux malades BPCO, parce que c'est une maladie très fréquente. Vous connaissez le déclin de la fonction respiratoire et son lien avec le tabagisme. Ouais.
Trong bài trình bày của tôi thì tôi sẽ nói về cái phục hồi chức năng hô hấp nói chung. Tuy nhiên thì trong cái phần phục hồi chức năng hô hấp nói chung này thì sẽ nói nhiều đến các cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bởi vì đây là cái căn bệnh mãn tính mà thường gặp. Và ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó có cái tình trạng suy giảm chức năng phổi và có liên quan đến tình trạng hút thuốc lá. Mais vous savez aussi que la BPCO est une maladie générale qui touche presque tous les organes et en particulier avec un surrisque cardiaque. Và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì là một cái bệnh lý toàn thân với cái tác động mà ảnh hưởng đến hầu tất cả các cái cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là các cái nguy cơ về tim mạch. L'état général est important, la perte de poids en particulier. Et vous voyez dans l'étude qui est souvent citée ici que lorsque l'obstruction bronchique sévère avec un VMS inférieur à 50% associée avec une perte de masse musculaire, lorsque ces deux facteurs sont réunis, l'espérance de vie à 5 ans est très limitée. Và ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì với cái sự suy giảm của chức năng phổi, khi mà cái chức năng phổi càng suy giảm nhiều thì nó sẽ dẫn đến các cái tình trạng bệnh lý về teo yếu cơ và nó liên quan đến cái tỷ lệ tử vong. Ở đây chúng ta có thể thấy ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có FEV1 dưới 50% và cái bề mặt của cơ là dưới 70 cm², tức là cái này đo ở giữa của cơ đùi, thì nó bệnh nhân sẽ tăng cái nguy cơ tử vong rất cao. On observe chez le patient BPCO, comme dans beaucoup de maladies chroniques, une dégradation progressive de l'activité, qu'on va appeler le déconditionnement. Ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó có một cái vòng xoáy suy giảm các cái chức năng do cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề đầu tiên, đó là từ cái tình trạng rối loạn thông khí tắc nghẽn. La moindre dyspnée va limiter les mouvements et au fur et à mesure que les mouvements vont se limiter, les muscles périphériques vont se dégrader et être à l'origine d'une dyspnée. C'est ainsi un cercle vicieux qui va arriver à une incapacité importante. Và ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó có một cái vòng xoắn bệnh lý liên quan đến tình trạng khó thở của bệnh nhân. Vì tình trạng khó thở nên bệnh nhân sẽ có xu hướng là hạn chế gắng sức, hạn chế vận động. Và chính vì hạn chế vận động thì sẽ dẫn đến cái tình trạng suy yếu của các cái cơ và làm tăng cái tình trạng khó thở, tăng cái tình và bệnh nhân lại càng cảm thấy khó thở thì càng hạn chế vận động, nó tạo thành một cái vòng xoáy bệnh lý và cuối cùng thì bệnh nhân sẽ dẫn đến cái tình trạng suy giảm các cái chức năng toàn thân. Même un patient de stade 1 BPCO marche moins que la moyenne, alors qu'il n'a pas encore de symptômes à proprement parler, il ne se plaint de rien. Mais déjà, au stade 1, un patient BPCO a moins d'activité physique que la moyenne de son âge. Và ngay kể cả những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở cái giai đoạn đầu tiên thì cũng đã có cái sự hạn chế về cái khả năng gắng sức so với lại cái cùng cái độ tuổi. Cette incapacité a un grand retentissement sur la qualité de vie. Puisque vous voyez qu'en rouge, le BPCO qui n'a pas besoin d'oxygène ici, ou en dessous celui qui a besoin d'oxygène, se situe pratiquement en qualité de vie autour des handicaps les plus sévères, le fauteuil roulant ou les douleurs chroniques. Và cái tình trạng mà suy giảm các cái chức năng như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng suy giảm trầm trọng cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Chúng ta có thể nhìn thấy hai cái biểu đồ cột màu đỏ ở phía trên thì đấy là cái suy giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà chưa phải thở oxy. Và cái phía dưới thì là tình trạng suy giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phụ thuộc oxy. Nó nằm giữa ở những cái bệnh nhân mà bệnh nhân có tình trạng là tàn phế về mặt vận động thể chất và các cái bệnh nhân mà có tình trạng tàn phế về cái chức năng vận động. Alors la BPCO n'est pas la seule indication de la réadaptation. En fait, toutes les maladies respiratoires chroniques entraînant une dyspnée chronique à l'effort sont des indications de réadaptation. Không chỉ những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có chỉ định phải phù chức năng hô hấp, mà thực tế thì tất cả những cái bệnh nhân mà mắc các bệnh lý mãn tính nói chung, bệnh phổi mãn tính mà có ảnh hưởng gây ra cái tình trạng khó thở khi gắng sức thì đều cần phải chỉ định về phù chức năng hô hấp. Avec les traumatismes thoraciques, tout ce qui est restriction du parenchyme pulmonaire, qu'elle soit
secondaires à une opération ou un traumatisme, ou qu'elles soient secondaires à une maladie, sont aussi des indications. Ở đây là các cái chỉ định phù chức năng hô hấp khác ngoài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, như là các trường hợp chấn thương ngực, các cái trường hợp phải phẫu thuật cắt phổi, hoặc là những trường hợp bệnh lý phổi hạn chế như là bệnh nhân có tiền sử cắt phổi, bệnh phổi kẽ hoặc là bệnh lý thần kinh cơ. Je m'aperçois que cette diapositive n'a pas été traduite. Je ne sais pas qui s'est occupé de ça. Il faut être prudent avec l'hypertension artérielle pulmonaire, post-embolique par exemple. Les efforts trop poussés à l'entraînement peuvent être dangereux. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải chú ý thận trọng ở những cái bệnh nhân mà có tình trạng tăng áp lực động mạch phổi, đặc biệt là ví dụ sau nhồi máu phổi. Alors, la réhabilitation, on peut déjà la définir. C'est un programme de soins qui a plusieurs composantes. Il comprend l'entraînement physique, l'éducation thérapeutique, la prise en compte de la nutrition, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux et professionnels. Và một cái chương trình phù hồi chức năng hô hấp thì là một cái chương trình chăm sóc mà bao gồm rất nhiều các cái cấu phần, đó là các cái vấn đề tập sự bao gồm cấu phần về luyện tập thể chất, giáo dục liệu pháp, các cái giáo dục về các cái vấn đề về tâm lý, rồi tình trạng dinh dưỡng và các cái cấu phần về mặt tâm lý gia đình xã hội và sự tham gia của các cái chuyên gia về phù hồi chức năng. Alors, c'est des programmes multidisciplinaires auxquels participent des médecins, généralistes ou spécialistes, des kinésithérapeutes, des infirmières, des psychologues, des diététiciennes, etc. Và đây là một cái vấn đề mà cần phải có sự tham gia của đa chuyên khoa, bao gồm có các bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa hô hấp, các nhà vật lý trị liệu, các bác sĩ về dinh dưỡng, các nhà tâm lý học, rồi chuyên gia về giáo dục thể chất, vận động, các chuyên gia hỗ trợ xã hội, và các cái chuyên gia về lao về về sức khỏe nghề nghiệp. Alors les bénéfices attendus, déjà au niveau du muscle, on sait que le déconditionnement réduit le nombre et la taille des mitochondries, réduit la charge en enzymes du métabolisme énergétique et réduit les capillaires musculaires, et donc le réentraînement va viser à augmenter et à enrichir les mitochondries, les enzymes du métabolisme énergétique et augmenter, réaugmenter les capillaires musculaires, c'est-à-dire la surface de contact entre le sang et la cellule musculaire. Cái sự suy giảm về mặt chức năng ở trong bệnh nhân bệnh hô hấp mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì dẫn đến sự suy giảm của các cái về số lượng và kích thước các cái vi thể của tế bào cơ, giảm số lượng enzyme chuyển hóa năng lượng và giảm các cái mao mạch ở cơ, thì cái quá trình phục hồi chức năng hô hấp với cái sự tái tập luyện thì sẽ giúp tăng kích thước và số lượng các cái vi thể của tế bào cơ, tăng enzyme chuyển hóa năng lượng và tăng các cái mao mạch ở cơ. Plus généralement, donc l'entraînement va viser à effort égal, à réduire la fréquence cardiaque et à réduire la ventilation nécessaire. Và cái sự suy giảm ở những cái bệnh nhân mà hô hấp mãn tính thì sẽ dẫn đến cái sự suy giảm về cái cung lượng tim cũng như là suy giảm về cái tình trạng hô hấp. Phục hồi chức năng hô hấp thì nhằm mục đích sẽ giúp cải thiện cái tình trạng đó. Cela va se traduire par l'élévation du seuil d'adaptation. On va voir après ce que c'est. Chúng ta sẽ thảo luận cái phần này ở các cái tiếp theo. Alors la réadaptation, est-ce que ça marche sur la fonction respiratoire? Il ne faut pas attendre grand-chose. La BPCO, c'est un vieillissement du poumon et il n'y a pas de marche arrière sur le vieillissement. Vậy thì phục hồi chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì sẽ mang lại những lợi ích gì? Thứ nhất là đối với lại chức năng hô hấp thì thực ra thì phục hồi chức năng hô hấp không giúp cải thiện về mặt chức năng hô hấp ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Par contre, la dyspnée va être nettement améliorée par le réentraînement, de même que le test de marche 6 minutes. Tuy nhiên thì phù chức năng sẽ giúp cải thiện rất là đáng kể cái mức độ khó thở ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, làm giảm tình trạng khó thở cũng như là cải thiện về khoảng cách đi bộ 6 phút.
Et surtout, on a vu qu'un des critères importants de cette maladie, c'est la qualité de vie. Et le réentraînement va très nettement améliorer la qualité de vie et améliorer la qualité de vie mieux que les meilleurs médicaments. Và đồng thời là phục hồi chức năng hô hấp cũng giúp cải thiện rất là rõ ràng chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái việc cải thiện chất lượng cuộc sống này còn tốt hơn là so với cái việc bệnh nhân sử dụng các cái thuốc hít ở trong điều trị bệnh. On a vu donc que les composantes de la réhabilitation respiratoire, c'est le réentraînement, c'est ce qui va redonner, ce qui va améliorer la dyspnée, la fréquence cardiaque, etc. C'est l'éducation thérapeutique, mais ça va être aussi donc, la nutrition, les facteurs psychologiques et les facteurs, facteurs socio-familiales. Như vậy thì để nhắc lại về cái phục hồi chức năng hô hấp thì các cái cấu phần của phục hồi chức năng hô hấp bao gồm các cái cột trụ đầu tiên đó là cái quá trình tái tập luyện nhằm cải thiện cái cung lượng tim, cải thiện tình trạng khó thở ở bệnh nhân, giảm thông khí phút. Và cái cột trụ thứ hai đó là vấn đề giáo dục điều trị. Và ngoài ra thì cần gồm có các cái cột trụ khác nữa như là vấn đề về dinh dưỡng, vấn đề về tâm lý cho bệnh nhân và các cái vấn đề về gia đình xã hội. Désolé, c'est une diapositive qui n'a pas été vérifiée, pas traduite. Donc, dans la hiérarchie des mesures à prendre, il y a l'arrêt du tabac autant que possible, la réhabilitation qui fait mieux que les médicaments et les mesures de prévention. Và các cái thứ tự về can thiệp phục hồi chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta thấy rằng là cái điều tốt nhất mà có thể làm được cho bệnh nhân đó là việc cần phải ngừng hút thuốc lá. Tiếp theo thì phục hồi chức năng hô hấp cũng mang lại rất nhiều các cái lợi ích cho bệnh nhân hơn hơn cả những cái lợi ích mang lại từ thuốc. Alors, quel va être le parcours du patient en réhabilitation respiratoire? Vậy thì cái hành trình phục hồi chức năng hô hấp ở những bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì gồm những cái bước nào? Quelques définitions. On va parler de séance ou session, le moment où le patient va passer une heure, deux heures dans le centre de réadaptation. Ça, c'est une séance. Et on va parler de stage pour un ensemble de séances qui va durer 6 à 8 semaines. Chúng ta sẽ nhắc đến một số các cái định nghĩa trong phục hồi chức năng. Thứ nhất là nghĩa về buổi tập phục hồi chức năng hay là cái khóa tập, thì là cái buổi tập này là cái khoảng thời gian mà bệnh nhân sẽ tập trong một cái, ví dụ như trong một buổi, ví dụ như là có thể là 30-45 phút, 1 hoặc 2 tiếng. Thế còn giai đoạn phục hồi chức năng đó là cái thời, ví dụ như là trong vài cái cảm cái quá trình tập phục hồi chức năng đó là trong vòng khoảng 8-12 tuần chẳng hạn. Donc un patient qui entre en réhabilitation respiratoire rentre dans un cadre qui définit, qui doit définir la durée des séances et la durée du stage. Je vous ai dit, il faut compter en général pour un stage initial 6 à 8 semaines. Khi mà một bệnh nhân bắt đầu bước vào cái giai đoạn tập phục chức năng thì cần phải xây dựng một cái khung chương trình bao gồm có thời gian ở đây thì gồm có thời gian của một buổi tập là bao nhiêu lâu và liệu trình tập phục chức năng đó là kéo dài trong thời gian bao nhiêu lâu, bao nhiêu tuần. L'environnement, le lieu est défini ainsi que l'équipe qui est présentée au patient et on explique le programme au patient. Về, rồi là cái môi trường mà bệnh nhân sẽ tập luyện, môi trường đó thì là cái ví dụ như là ở bệnh viện hay là ở ngoại trú, cái nơi mà chúng ta sẽ hướng dẫn tập luyện cho bệnh nhân cũng như là giáo dục điều trị. Enfin, on est plus efficace en groupe. Il y a une stimulation entre les patients qui se connaissent et qui vont faire le stage de réadaptation ensemble. Và ngoài ra thì các cái nhóm tư vấn điều trị rồi chiến lược và cái thành phần quan trọng, một trong những thành phần quan trọng mang lại hiệu quả đó là cái nhóm, các cái nhóm bệnh nhân tập có thể là họ sẽ học tập từ nhau, có những cái sự trao đổi giữa từng cá nhân về cái kinh nghiệm tập luyện. Il y a un bilan initial au début du stage de réadaptation de façon à définir un réentraînement personnalisé. Le réentraînement personnalisé, c'est choisir le meilleur niveau d'effort pour être le plus efficace possible.
Thứ nhất là về cái bi lăng đánh giá ban đầu cho cái quá trình tái tập luyện, thì cần phải nhấn mạnh là cái quá trình tái tập luyện này là một cái quá trình cá thể hóa đối với từng bệnh nhân. Mỗi một bệnh nhân thì sẽ có một cái chương trình tập luyện khác nhau, cái cường độ tập luyện khác nhau. La consultation pneumologique initiale vérifie que le patient est stabilisé et que les traitements sont bien au point. Đầu tiên là bệnh nhân trước khi bước vào cái quá trình tái tập luyện thì cần phải khám lâm sàng bác sĩ chuyên khoa hô hấp để đánh giá cái tình trạng khó thở của bệnh nhân, liệu bệnh nhân đã có phải đang trong ở giai đoạn bệnh ổn định hay không, các cái vấn đề điều trị thuốc của bệnh nhân đã được kiểm soát, đã được quản lý một cách đầy đủ chưa. Alors bien sûr, cette patient BPCO a une exploration fonctionnelle respiratoire complète. Il est connu pour ses phénomènes de distension. Mais là, pour le stage de réhabilitation, on se contente de contrôler la boucle des bivolumes. Và bệnh nhân, đối với bệnh nhân hô hấp mạn tính thì chúng ta cần phải đo chức năng hô hấp cho bệnh nhân để đánh giá cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân, ví dụ như là vấn đề rối loạn tắc nghẽn, vấn đề ứ khí hoặc là căng phồng phổi quá mức để có thể hướng dẫn cho cái việc tập luyện phục hồi chức năng. L'étude des échanges gazeux à l'exercice ou épreuve d'effort maximal VO2 max ou cardiopulmonary exercising test ici va permettre de fixer le niveau, la puissance de réentraînement. Và chúng ta cũng cần phải có cái, các cái đánh giá về thăm dò chức năng tim phổi gắng sức, đánh giá cái độ cái tiêu thụ oxy tối đa để từ đó có thể thiết lập cái mức độ tập luyện tối đa có thể cho bệnh nhân. Le test de marche 6 minutes est un examen plus simple qui servira au suivi par la suite et qui permet aussi de voir si le patient se désature à l'effort. Và test đi bộ 6 phút là một cái test mà thực hiện rất là đơn giản, giúp chúng ta theo dõi bệnh nhân trong cái quá trình tập luyện để đánh giá vào cuối cái đợt tập luyện xem cái sự cải thiện của bệnh nhân như thế nào, cũng như là giúp chúng ta có thể đánh giá liệu bệnh nhân có bị giảm oxy máu khi thực hiện gắng sức. Enfin, le score de qualité de vie, s'il n'a pas de valeur pour le patient lui-même, permettra de suivre tout le groupe et vérifier que la qualité de vie s'améliore. Et on verra dans les différents scores ce qui peut être intéressant. Ici, j'ai cité ce qui me paraît le meilleur choix comme score de qualité de vie, le VQ11. Và tiếp theo là để đánh, cái đánh giá về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ở cái ban đầu khi mà bước vào quá trình tập luyện và theo dõi cái sự cải thiện về chất lượng cuộc sống này từ cái chương trình phục hồi chức năng mang lại khi chúng ta đánh giá vào cuối cái đợt. Và có rất nhiều các cái thang điểm để đánh giá về chất lượng cuộc sống, tuy nhiên thì có cái đối với ông thì cái thang điểm VQ11 là cái thang điểm mà rất là có giá, rất là tốt để có thể giúp đánh giá bệnh nhân trong cái chương trình tập phục hồi chức năng. Alors la dyspnée, qui est un des symptômes importants, est à chiffrer. Le score de l'association cardiologique de New York n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment détaillé pour nos patients respiratoires. Et donc, on choisit, actuellement, c'est le score MMRC, qui est donc du Modified Medical Research Council britannique, qui est à peu près équivalent au score de mon maître Paul Sadoul. Các cái tình trạng khó thở là vấn đề đặc trưng ở những cái bệnh nhân mà mắc bệnh hô hấp mạn tính và là cái vấn đề quan trọng cần phải đánh giá khi mà bệnh nhân tập luyện. Thì cái thang điểm NYHA là thang điểm mà đánh giá cái mức độ khó thở ở bệnh nhân tim mạch thì nó không đủ đối với những cái bệnh nhân mà bị bệnh hô hấp. Trên thực tế chúng ta sẽ sử dụng cái thang điểm MMRC, tức là thang điểm MRC đã được sửa đổi để đánh giá cái tình trạng khó thở của bệnh nhân. Vous êtes habitué à ces images d'obstruction bronchique sévère. Ceci, donc, l'aspirographie rentre dans le bilan initial. Je n'y reviens pas. Pour la qualité de vie, les scores de qualité de vie... Oui. Oui, vas-y. Oui. Quay trở lại cái slide trước một chút thì thầy có nói rằng là cái slide trước nó là các cái giản đồ về cái tình trạng rối loạn thông khí của bệnh nhân, thì hai cái giản đồ phía trên đó là cái rối loạn thông khí tắc nghẽn cũng rất là quen thuộc đối với lại các cái bác sĩ chuyên khoa hô hấp rồi, thì nó là một cái đường cong mà nó bị cong lõm khi thực hiện cái test thở ra gắng sức ấy, thì cái đường cong nó bị cong lõm vào do cái tình trạng tắc nghẽn đường thở.
Pour les scores de qualité de vie, le score utilisé, les scores généraux ne sont pas intéressants pour suivre les thérapeutiques respiratoires. Par exemple, le SF-36 n'est pas assez précis pour les malades respiratoires. Một số các cái thang điểm để đánh giá chất lượng cuộc sống thì có rất nhiều các cái thang điểm, trong đó có thang điểm SF-36 lại để đánh giá thang điểm chất lượng cuộc sống nói chung ở tất cả các cái nhóm, các cái bệnh nhân nói chung, thì nó không mang lại cái giá trị nhiều cho việc theo dõi những cái bệnh nhân mà bị mắc bệnh hô hấp mãn tính. Alors vous connaissez le score de Saint-Georges. J'essaie de retrouver, voilà. Le score de Saint-Georges, c'est un score qui est compliqué, qui est intéressant pour les recherches, quand on veut faire une publication dans les journaux médicaux, mais pratiquement, le malade ne peut pas le remplir tout seul, donc ça n'est pas utile en pratique quotidienne. Các bạn cũng đã về hô hấp thì các bạn đã quen thuộc với cái bảng điểm Saint-Georges. Tuy nhiên thì cái bảng điểm Saint-Georges này thì nó rất là nhiều các cái thông tin có giá trị, nhưng nó rất là phức tạp và chủ yếu sử dụng trong nghiên cứu. Với thực hành thì bệnh nhân sẽ khó mà có thể điền hết được cái bảng điểm này. Alors le CAT, COPD Assessment Test, vous le connaissez bien, vous l'utilisez. Il est intéressant, il est un petit peu faible pour les composantes extra-respiratoires, psychologiques, etc. Et c'est pour ça que nous, en France, on préfère le score VQ11. Le score VQ11 est traduit en vietnamien, et je pourrais vous envoyer, pour ceux que ça intéresse, le questionnaire en vietnamien. Ah oui. Thang điểm CAT là cái thang điểm cũng rất quen thuộc để đánh giá về cái tình trạng chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên thì nó không có cái cấu phần về tâm lý. Và vì vậy mà cái thang điểm VQ11 là cái thang điểm mà ông ấy thích hơn cả, vì nó sẽ giúp đánh giá đầy đủ các cái mặt về chất lượng cuộc sống. Và cái thang điểm này cũng đã được dịch sang tiếng Việt. Nếu các bạn muốn thì ông sẽ gửi cái phiên bản tiếng Việt. J'ai un petit décalage là. Kuyen, tu peux me dire ce qui est écrit sur la diapositive là? C'est un positif, mais c'est le principal de votre topo. Mais moi, je pense que là, c'est l'ancienne présentation, parce que moi, j'ai déjà traduit tous les slides. Ah, mince. Oui. J'ai appelé le mauvais topo, alors. Oui. Je vérifie. Reprendre l'autre. C'est bon, si vous voulez, je peux partager le slide de mon ordinateur. Là, vous l'avez. Enfin, vous voyez ce que je mets ensuite là.
Là, je suis sur une diapositive test d'effort, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, moi, je pense que vous pouvez continuer par le slide 18. D'accord, je suis sur le slide 18, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, pour évaluer les capacités d'effort, on dispose de plusieurs tests. J'ai cité le test de marche. Le test navette, c'est un équivalent de la VO2 max, mais il faut du matériel, il faut pouvoir faire ça en extérieur. C'est un peu compliqué. Oui. Tiếp theo là ông sẽ trình bày về các cái test đi bộ, xin lỗi, các cái nghiệm pháp mà để đánh giá cái khả năng gắng sức của bệnh nhân. Thì có rất nhiều các cái test để đánh giá về cái test gắng sức ở trong phục hồi chức năng hô hấp, bao gồm test đi bộ 6 phút là một test rất là đơn giản. Test đi bộ con thoi thì cũng gần giống như là cái nghiệm pháp mà đánh giá tim phổi gắng sức, được thực hiện nó hơi phức tạp hơn một chút. Le test de levée de chaise, Adrien en a brièvement parlé. On va parler maintenant du test d'effort à VO2 max, EFX ou CPET, et éventuellement du test d'effort simplifié. D'accord. Tiếp theo là cái nghiệm pháp mà đứng lên từ ghế thì là cái nghiệm pháp mà Ariane đã trình bày lúc trước rồi. Nghiệm pháp gắng sức đơn giản và nghiệm pháp tim phổi gắng sức. Thì trong cái bài này ông sẽ trình bày về cái nghiệm pháp gắng sức đơn giản và nghiệm pháp gắng sức tim phổi gắng sức. Le test de marche, je ne vais pas trop détailler. Il y a un protocole précis, c'est assez fiable, c'est sans danger, ça ne coûte pas cher. Il faut simplement être organisé, il faut une infirmière ou une technicienne qui s'occupe de suivre le malade avec une évaluation de la dyspnée et la surveillance de l'oxymètre de pouls. Test đi bộ 6 phút thì ông cũng không nói chi tiết về cái test này. Đây là một cái nghiệm pháp mà có thể thực hiện rất là đơn giản, đáng tin cậy, hiệu quả và không nguy hiểm, không tốn kém. Có thể thực hiện với một cái kỹ thuật viên hoặc là một điều dưỡng để giúp theo dõi bệnh nhân trong quá trình thực hiện test và đánh giá cái mức độ khó thở dựa vào cái thang đánh giá khó thở là thang điểm 10 và đo cái nồng độ bão hòa oxy mao mạch với SpO2. Alors, je vais parler un peu plus du test d'effort complet, VO2 max. Ông sẽ nói về cái test tim phổi gắng sức. Dans le principe, le métabolisme énergétique est surtout centré sur la glycolyse aérobie, ou cycle de Krebs, qui va consommer des acides en 3 carbones pour produire de l'énergie, du gaz carbonique et de l'eau. Cái chuyển hóa năng lượng thông thường khi gắng sức đó là sẽ sử dụng từ cái nguồn năng lượng ATP, và cái nguồn năng lượng ATP này thì nó sẽ được chuyển hóa trong cái chu trình Krebs và là một cái chu trình mà cần phải sử dụng oxy, tức là ái khí, giúp từ cái cơ chất là glycogen hoặc là lipid để giúp tạo ra năng lượng ATP cho cái hoạt động cơ của bệnh nhân, và cái hoạt động này thì nó sẽ thải ra khí CO2 và nước. Cette usine à produire de l'énergie est alimentée par le glucose ou les acides gras et consomme beaucoup d'oxygène. Và cái quá trình này thì nó được đặc trưng bởi là cái sự tiêu thụ, tức là chuyển hóa các cái chất glycogen hoặc là các cái lipid, và cần phải có sử dụng oxy, nhiều oxy trong cái quá trình chuyển hóa này. Tout se passe dans la mitochondrie. Và cái quá trình chuyển hóa này thì diễn ra ở vi thể. Si la mitochondrie de la cellule musculaire ne reçoit pas assez d'oxygène, ici, elle ne va pas produire d'énergie et les substrats acides en 3 carbones, acide pyruvique, va s'accumuler. Nếu trong trường hợp mà cái vi thể của tế bào cơ không lấy đủ được lượng oxy thì cái quá trình chuyển hóa nó sẽ không diễn ra theo cái con đường ái khí thông thường như vậy nữa, mà nó sẽ xảy ra cái quá trình chuyển hóa yếm khí tạo ra axit lactic. Donc le pyruvate va être transformé en lactate, acide lactique, qui va sortir de la cellule et qui va aller dans la circulation sanguine, et là on va pouvoir le détecter. Và
cái chuyển hóa yếm khí này thì nó sẽ chuyển hóa piruvat thành lactat, tức là axit lactic, và cái này sẽ đi vào trong tuần hoàn và tuần hoàn máu, và chúng ta có thể định lượng, có thể đánh giá được cái tình trạng toan lactic này. Lorsqu'on détecte la présence d'une acidose lactique dans la circulation sanguine, cela veut dire que en moyenne, les cellules musculaires commencent à manquer d'oxygène. Và khi mà chúng ta làm xét nghiệm khí máu, chúng ta đánh giá được cái tình trạng là có toan lactic, thì đó là cái ở cái giai đoạn đó là giai đoạn là các cái tế bào cơ chuyển hóa thiếu, trong cái tình trạng là thiếu oxy. Alors on va voir que l'intérêt de ce test d'effort-là, c'est un intérêt diagnostique, bien sûr. D'abord, c'est un test qui est dynamique, alors que la spirographie simple est un examen statique, on ne bouge pas. Và cái test mà để nghiệm pháp tim phổi gắng sức để đánh giá cái giá trị cái VO2 max, tức là cái tiêu thụ oxy tối đa ấy, thì là một cái test mà nghiệm pháp gắng sức có giá trị giúp cho cái việc chẩn đoán. Trên thực tế thì đây là một cái xét nghiệm động để giúp đánh giá cái khả năng gắng sức tối đa của bệnh nhân. Ensuite, il y a un intérêt pour l'analyse de la dyspnée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fin de l'examen dire si une dyspnée principalement bronchique, principalement alvéolaire, principalement cardiaque ou principalement musculaire périphérique. Và cái xét nghiệm này thì nó có giúp giá trị giúp cho chúng ta trong chẩn đoán đánh giá cái tình trạng khó thở của bệnh nhân có nguyên nhân nguồn gốc từ vấn đề hô hấp, tức là phổi, phế nang, hay là nguyên nhân vấn đề tim mạch, hay là vấn đề ngoại biên. J'imagine que ça a un intérêt aussi pour le sport et les loisirs. Et en particulier, j'imagine que les athlètes vietnamiens, avant d'aller aux Jeux olympiques, ont eu un entraînement à l'endurance basé sur la VO2 max. Je ne sais pas, parce que à ma connaissance, il n'y a encore que 4 machines de VO2 max au Vietnam pour le moment. Và nó cũng có giá trị đánh giá trong cái khả năng gắng sức sử dụng trong cái thể thao hoặc là trong giải trí, giúp đánh giá cái khả năng gắng sức tối đa. Ví dụ như là trong thể thao thì đánh giá cái khả năng gắng sức tối đa để đưa ra cái chế độ tập luyện cho các cái vận động viên. Thì ông không biết là Việt Nam có thực hiện hay không, nhưng mà ở Việt Nam thì ông biết là có 4 cái, đã có cái các cái cơ sở có 4 cái máy đo tim phổi gắng sức này. Enfin, c'est un intérêt thérapeutique, c'est-à-dire principalement pour nous de pouvoir ajuster le niveau d'entraînement à l'effort. Và tiếp theo là cái giá trị trong giúp cho việc điều trị trong phù hồi chức năng hô hấp, giúp thiết lập cái chế độ tập luyện cho bệnh nhân. Alors, quand on regarde ce qui se passe à l'écran, vous voyez en bas à droite un patient sur un vélo avec 2 écrans. Il y a un écran qui va nous donner les gaz respirer, c'est-à-dire le dioxyde de carbone et l'oxygène consommé par le patient. Et l'autre écran, c'est l'écran de l'électrocardiogramme de surveillance. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh một cái bệnh nhân đang thực hiện test tim phổi gắng sức, và bệnh nhân ngồi trên một cái xe đạp và bệnh nhân có đeo một cái mask để đo cái lưu lượng thở, và có 2 cái màn hình, một màn hình là để đánh giá về cái mức độ tiêu thụ oxy và cái thải CO2 của bệnh nhân, và một màn hình ở bên cạnh đó là cái màn hình theo dõi điện tim của bệnh nhân. La puissance demandée au patient va augmenter progressivement pendant le temps et on essaye de faire une épreuve d'effort qui dure 10 à 12 minutes. Donc la puissance augmente et bien sûr la consommation d'oxygène augmente en même temps. Và bệnh nhân thì được yêu cầu gắng sức với cái mức độ cường độ gắng sức tăng dần theo thời gian để đánh giá về cái công gắng sức của bệnh nhân và cái tiêu thụ oxy tối đa của bệnh nhân tùy theo cái mức độ gắng sức. En même temps que cette puissance, cette consommation d'oxygène augmente ici, on va pouvoir enregistrer et montrer à l'écran la ventilation et le rejet de gaz carbonique. Và cùng với cái sự tăng cái cường độ gắng sức và tăng tiêu thụ oxy tối đa ở cái trục hoành, thì chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình cái sự thay đổi theo trục tung, mà chúng ta nhìn thấy đó là cái sự thay đổi tăng của cái khí thải CO2 và tăng cái thông khí phút. Et vous voyez que sur cette courbe ici, le rejet de gaz carbonique augmente régulièrement et à un moment donné, ce rejet de gaz carbonique augmente plus vite. À cet instant-là, la respiration augmente pour compenser
l'apparition de l'acide lactique dans le sang. Và chúng ta nhìn thấy cái đường màu đỏ, biểu diễn màu đỏ đấy là cái đường tăng dần lên của khí thải CO2. Và đến cái điểm mà có mũi tên đánh dấu bằng cái đường trợ hình tròn đó thì đó là cái ngưỡng mà bắt đầu có cái tình trạng toan lactic và cái thông khí của bệnh nhân phải tăng lên bù trừ để bù trừ lại cái tình trạng toan lactic. Ici, ça correspond à peu près à 2 millimoles de lactate. Ở cái điểm đó thì là điểm tương đương với lại cái nồng độ lactate là 2 millimol trên lít. Et c'est en rejetant donc le bicarbonate, le gaz carbonique par la respiration que l'on va compenser l'acidose lactique. Chúng ta thấy là khi mà đến cái điểm cắt như vậy thì cái nồng độ khí carbonic trong cái khí thở ra của bệnh nhân nó tăng lên rất là nhanh, rất là cao nhằm mục đích để có thể bù trừ được cái tình trạng toan lactic. À un moment donné, le système des tampons bicarbonate n'est plus suffisant pour compenser l'acidose. Et là, on entre dans une acidose vraie, le pH diminue et on a une stimulation supplémentaire de la respiration. Ça, c'est l'effort vraiment anaérobie. Le patient va bientôt s'arrêter. Vous pouvez répéter? À un moment donné, le système des tampons bicarbonate ne peut plus compenser l'acidose, l'acide lactique, et on a une acidose vraie, c'est-à-dire un pH qui diminue et qui stimule encore plus la respiration. Et ça, ça se voit comme une panique respiratoire qui peut durer une minute, mais c'est la fin du test. Và ở cái điểm tiếp theo mà cái mũi tên chỉ đó là cái mức độ điểm mà khi mà cái tình trạng toan lactic nó không được bù nữa, không thể bù được nữa bằng cái tình trạng là tăng thông khí, thì ở cái điểm đó tức là bệnh nhân sẽ rơi vào cái tình trạng là thông khí nhanh quá mức, gọi là thông khí hoảng loạn, và chúng ta sẽ dừng cái test ở cái thời điểm đó. Donc, ce qui est important, c'est ce point-là, c'est ce niveau de puissance-là qui va principalement être utilisé pour régler les séances de réentraînement. Và cái ngưỡng mà cái điểm ngưỡng đầu tiên, điểm cắt lactate đầu tiên là tương đương với cái mức khoảng 2 millimol trên lít, thì cái mức tiêu thụ oxy tối đa ở cái mức đó, đó là cái ngưỡng mà chúng ta sẽ đặt cho cái tập luyện tối đa của bệnh nhân. Alors, quand on ne dispose pas de machine comme ça, on peut faire un test simplifié avec en augmentant l'effort, ici la puissance sur 10 à 12 minutes, et on va regarder le temps que le patient peut tenir au maximum 3 minutes. On augmente par palier de 3 minutes et on regarde le temps que le patient peut tenir. Ở những cái trường hợp mà chúng ta không có cái hệ thống máy đo tim phổ gắng sức, nó rất là đắt tiền và hệ thống rất là đắt tiền và phức tạp, thì chúng ta có thể sử dụng cái test gắng sức đơn giản, đó là gắng sức dạng dốc tam giác, tức là chúng ta sẽ cho bệnh nhân tập tham gia một cái buổi cái vận động với cái cường độ tăng dần lên trong vòng 3 phút và chúng ta xem cái đáp ứng của bệnh nhân. Si on utilise en même temps une échelle de Disney, on peut repérer le moment où le patient devient plus dyspnéique, ça correspond à peu près au seuil d'adaptation qu'on a vu au moment de l'apparition de l'acide lactique. Và khi mà chúng ta nâng dần cái mức độ gắng sức của bệnh nhân lên trong khoảng thời gian 3 phút như vậy, thì chúng ta sẽ đánh giá cái tình trạng khó thở của bệnh nhân dựa vào cái thang điểm VAS, tức là thang điểm 10. Đến cái ngưỡng khó thở của bệnh nhân thì đấy là cái ngưỡng mà có thể là cái ngưỡng là acid lactic nó tăng, bắt đầu tăng lên, tức là cái chuyển hóa, nó rơi vào cái chuyển hóa yếm khí. Si on n'a pas ce critère-là, on commencera la séance d'entraînement à 40% de la puissance maximale tenue 3 minutes. Comment? Si on n'a pas ce critère de Disney là, ce n'est pas toujours évident, on peut commencer une séance d'entraînement en régulant le cycloergomètre à 40% de la puissance maximale tenue lors de ce test simplifié. Mais comment on peut définir le 40% de la puissance? Là, on augmente progressivement. Le patient, il va pouvoir tenir 3 minutes, par exemple, à 60 watts. S'il tient 3 minutes à 60 watts,
on va commencer les séances d'entraînement à 40% de 60 watts. Tức là chúng ta sẽ cho bệnh nhân gắng sức với cái cường độ tăng dần lên trong vòng 3 phút. Trong trường hợp nếu chúng ta không xác định được cái ngưỡng khó thở đó thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân tập luyện ở cái ngưỡng khoảng 40% của cái gắng sức trong thời gian 3 phút. Pour tout ce qui est de l'épreuve d'effort, un livre de référence, il est en français, mais c'est le meilleur livre actuellement. Et en particulier, on y trouve une critique un petit peu de certaines notions classiques de Wasserman. Đây là một cái cuốn sách, nó được viết bằng tiếng Pháp. Là trong cái cuốn sách này thì nó giải thích về cái phiên giải cái nghiệm pháp tim phổ gắng sức. Là nous avons parlé de l'épreuve d'effort et de l'évaluation de l'effort. On va parler un petit peu d'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, ça n'est pas l'information. Informer, ça n'est pas éduquer. Si vous informez... Oui. Oui. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề về giáo dục bệnh nhân, cái cấu phần giáo dục bệnh nhân trong chương trình tập phục hồi chức năng hô hấp. Thì giáo dục bệnh nhân trong chương trình phục hồi chức năng hô hấp không đơn thuần là chỉ là cung cấp thông tin. Bác gì? Ce qui est important, si vous faites un discours au patient, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre oreille. Le patient ne retient pas. Ce qui est important, c'est que le patient s'approprie les connaissances et puis qu'il change de comportement. Cái việc mà giáo dục bệnh nhân thì nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cái việc là cung cấp thông tin thì bệnh nhân nghe ở tai này và có thể ra tai kia luôn. Mục tiêu của việc giáo dục là cung cấp cho bệnh nhân cái kiến thức đúng đắn, bệnh nhân có thể hiểu được cái tình trạng của mình và từ đó thì dẫn đến cái sự thay đổi hành vi của bệnh nhân. Đấy là mục tiêu quan trọng nhất. La démarche éducative commence par un diagnostic éducatif, c'est-à-dire il faut comprendre chez le patient quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire qui va l'intéresser et qui va nous permettre de l'intéresser à sa maladie et à ce qu'il doit savoir. Về giáo dục bệnh nhân, trong vấn đề giáo dục trị liệu thì chúng ta cần phải giáo dục bệnh nhân các cái kiến thức để bệnh nhân có thể hiểu về bệnh của mình, hiểu về cái tình trạng cơ chế bệnh sinh, nguyên nhân và các cái triệu chứng bệnh. Alors, il y a des éléments communs à tous les patients. Il faut connaître la maladie, connaître les causes, les symptômes, savoir identifier les symptômes, identifier les exacerbations de BPCO. Savoir, par exemple, ce que veut dire les jambes qui gonflent ou les lèvres qui deviennent bleues. Trong quá trình giáo dục thì ngoài việc mà chúng ta cung cấp cho bệnh nhân các cái kiến thức để bệnh nhân có thể hiểu về tình trạng bệnh của mình, về nguyên nhân gây ra bệnh cũng như là các cái triệu chứng bệnh lý của bệnh thì chúng ta còn giúp cho cũng phải hướng dẫn bệnh nhân để bệnh nhân có thể phát hiện ra được cái cơn gọi là cơn cái đợt cấp của bệnh, ví dụ đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ví dụ như là biểu hiện trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là bệnh nhân sẽ có thể cảm thấy khó thở tăng lên, có thể thấy khò khè, thấy là và bệnh nhân cần phải từ đó thì hướng dẫn bệnh nhân là cái hành động cái xử trí khi mà xuất hiện các cái triệu chứng đợt cấp đó. On parle aussi d'hygiène de vie, d'alimentation, d'activité physique, d'adaptation des gestes pour la vie quotidienne. Và chúng ta hướng dẫn giáo dục bệnh nhân cái cách để có thể thích ứng với cái tình trạng khó thở, với cái tình trạng bệnh của mình thì làm thế nào để có thể thích ứng được với các cái hoạt động hàng ngày cũng như là các cái giáo dục bệnh nhân về các cái vấn đề vệ sinh trong lối sống, về chế độ ăn uống. Parfois l'épouse vient avec pour discuter de la façon de faire à manger le mieux possible pour le patient. C'est comment? Je n'entends pas. Parfois, sa femme vient avec le patient pour discuter de la meilleure façon de faire à manger pour lui.
Và đôi khi thì là trong cái buổi mà giáo dục trị liệu này thì chúng ta cũng khuyến khích có thể là vợ của bệnh nhân đến để có thể cùng nghe cái cùng tham gia trong cái buổi giáo dục đó, từ đó thì có thể hỗ trợ bệnh nhân. Donc le parcours du patient commence, ça, ben, j'ai pas non plus la traduction, je suis désolé. J'ai pas la bonne version. On a toujours une consultation pneumologique au départ pour vérifier que les traitements sont bien ajustés et qui a besoin de savoir s'il y a besoin éventuellement d'une kinésithérapie. Trước khi mà bệnh nhân tham gia vào trong một cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp thì chúng ta cần phải bệnh nhân cần phải đến khám tư vấn các bác sĩ chuyên khoa về hô hấp, đánh giá xem tình trạng bệnh của bệnh nhân có trong tình trạng ổn định hay không, điều chỉnh các cái chế độ điều trị thuốc của bệnh nhân, cũng như là bệnh nhân có thể được hướng dẫn về cái vật lý trị liệu hô hấp, các cái kỹ thuật để giúp có thể là tăng tình trạng ho khạc có hiệu quả, tăng cái tình trạng ứ động, cải thiện cái tình trạng ứ động của phế quản, và tư vấn về việc điều trị cai nghiện thuốc lá. Alors pour le stage de, initial de réhabilitation, c'est donc un ensemble de séances deux à trois par semaine pendant 6 à 8 semaines. Tất cả các cái chương trình tập phục chức năng hô hấp thì thường là sẽ bao gồm từ 2 cho đến 3 buổi một tuần và trong vòng từ 6 cho đến 8 tuần. La séance commence par l'accueil par le kinésithérapeute qui demande un peu comment ça va. Cái buổi học đó thì đầu tiên là bắt đầu bằng cái việc là làm quen chào hỏi giữa bệnh nhân với lại các cái chuyên gia về vật lý trị liệu. On fait des aérosols, des techniques de désencombrement si besoin. Bệnh nhân được hướng dẫn để sử dụng các cái thuốc khí dung cũng như là các cái kỹ thuật để làm giảm tắc nghẽn đường dẫn khí, giảm tắc nghẽn phế quản trước đó nếu cần. Il y a un travail général, on n'oublie pas les membres supérieurs et on fait une gymnastique générale. Ça, c'est le travail du kinésithérapeute. Các bài tập thì cần nên linh hoạt và tập luyện toàn thân. Chúng ta không quên tập luyện, hướng dẫn bệnh nhân tập luyện ở cả chi trên rồi các cái tập luyện thể dục thông thường theo hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu. On installe le patient sur le vélo, on prend le pouls, la tension, la saturation. On règle le vélo donc en fonction de, du test d'effort qui a été fait. Và trong một số trường hợp thì bệnh nhân có thể tập luyện bằng cách là đạp xe, chúng ta sẽ cài đặt các cái chế độ tập luyện phù hợp với cái tình trạng khó thở của bệnh nhân. Puis alors là, on a des exemples de, d'efforts. Cet effort va durer 30 à 40 minutes. Ça peut être soit un effort dit rectangulaire à puissance constante, soit un effort en intervalle avec une base au niveau du seuil d'adaptation fixé par le test d'effort et puis des pics d'accélération toutes les 4 minutes. D'accord. Đây là một cái ví dụ về buổi tập luyện thực tế thì bệnh nhân có thể được tập luyện theo cái một cái buổi tập đó có thể kéo dài từ 15 cho đến 40 phút và bệnh nhân có thể được tập hoặc là với cái theo cái cách là tập luyện liên tục với một cái cường độ cố định hoặc là bệnh nhân sẽ được tập luyện ngắt quãng với cái cường độ mà cái cường độ tăng lên ở từng cái thời điểm. Alors sur test d'effort, vous voyez qu'en général l'amélioration de la VO2 max est de l'ordre de 9%. Que le test de marche s'est amélioré de l'ordre de 11%, ça c'est des maximaux. Mais ce qui est important, c'est que la puissance au niveau du seuil d'adaptation au test d'effort est améliorée de 23%, c'est-à-dire qu'on améliore de 23% la capacité d'effort pour des efforts de la vie quotidienne. Xin lỗi là cái phần dịch này là cái VO2 đầu tiên là VO, cái ngưỡng VO2 thì là hiệu quả của cái hình thức tập luyện này sau một cái quá trình tập luyện một cái chương trình tập phục chức năng thì người ta thấy rằng là nó giúp cải thiện cái khả năng cái tiêu thụ oxy tối đa. Với tiêu thụ oxy tối đa thì là nó tăng được khoảng tầm 9% và với test đi bộ 6 phút thì nó cải thiện được khoảng 11% so với trước khi tập luyện. Và đối với lại cái tiêu thụ oxy ngưỡng, tức là ở cái ngưỡng mà bệnh nhân bắt đầu có xuất hiện các cái triệu chứng khó thở hoặc là cái ngưỡng mà bệnh nhân bắt đầu tăng lắc tác thì nó cải thiện, đặc biệt nó cải thiện được rất là nhiều, đó là tăng thêm 23%. Alors le stage initial donc c'est 2 à 3 séances par semaine, quelquefois plus pour certains centres, et pendant 12 à 20 séances, c'est-à-dire 6 à 8 semaines.
cái tần suất các cái buổi học thì lúc trước ông cũng đã nói rồi, đó là ít nhất là khoảng 2 buổi hoặc và nhiều nhất là 3 buổi mỗi tuần, và tổng cái giai đoạn tập luyện phục hồi chức năng đó có thể kéo khoảng từ 12 cho đến tối đa là 20 buổi, tức là tương đương với khoảng từ 6 cho đến 8 tuần. Ça se fait en général en soins externes, mais on peut aussi prendre le patient pour une demi-journée ou pour une journée, de façon à associer les séances d'entraînement avec des séances d'éducation thérapeutique ou autres. Và xin lỗi là cái slide này ông ấy đã không sâu lên cái bản slide mà đã dịch. Cái này các bạn sẽ được nhận sau cái buổi học này, các bạn sẽ được gửi cái slide đã dịch rồi. Thế thì cái thực tập phù hồi chức năng này, cái chương trình tập phù hồi chức năng có thể là thực hiện trong đơn vị chăm sóc ngoại trú, hoặc là đôi khi có thể là tại nhà, hoặc là đôi khi có thể tập ở Hôpital de Jour, tức là cái khu điều trị ban ngày ở trong bệnh viện, và cần phải kết hợp với cấu phần khác như là giáo dục điều trị rồi dinh dưỡng vân vân. Et alors, à la fin de ce stage initial, c'est-à-dire en gros au bout de 2 mois, on refait le point avec le pneumologue, on fait le test de marche et le test de qualité de vie. Ça n'est pas la peine, ça n'est pas la peine de refaire le test d'effort. Kết thúc cái đợt tập luyện về phục hồi chức năng thì chúng ta cũng sẽ, bệnh nhân sẽ cần khám lại chuyên gia về hô hấp để đánh giá lại tình trạng bệnh lý, đo chức năng hô hấp để đánh giá cái chức năng phổi của bệnh nhân, cũng như là thực hiện test đi bộ 6 phút và đánh giá chất lượng cuộc sống, xem cái sự cải thiện sau cái khóa tập phục hồi chức năng hô hấp như thế nào, và không nhất thiết cần thiết phải thực hiện lại cái test tim phổi gắng sức. Alors, il faut imaginer avec le patient à ce moment-là comment entretenir les résultats, parce que si on ne fait rien, le patient va se retrouver très vite aussi dyspnéique qu'avant. Donc, il faut imaginer de maintenir ce qui a été acquis au cours de l'entraînement. Sau khi kết thúc một cái chương trình tập luyện phù hồi chức năng từ 6 đến 8 tuần như vậy, thì vấn đề là bệnh nhân có thể sẽ cải thiện tốt hơn, nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể duy trì cái hiệu quả đó? Tại vì nếu như bệnh nhân ngừng tập luyện, thì bệnh nhân lập tức lại quay trở lại cái ban đầu, tức là lại rơi vào tình trạng khó thở, cái mức độ khó thở như ban đầu. Vậy thì để duy trì kết quả, chúng ta sẽ làm gì? On peut faire de la marche, on peut faire du vélo, on peut faire cela en groupe d'amis ou de patients de même niveau. Để có thể duy trì cái kết quả của cái tập phù chức năng thì bệnh nhân cần phải tiếp tục các cái việc tập luyện tại nhà với các cái hoạt động cá nhân, có thể là đi bộ hoặc đạp xe, hoặc là có thể thực hiện theo nhóm, như là đi bộ theo nhóm chẳng hạn, và cái việc điều trị đó là cá thể hóa theo tình trạng bệnh nhân. Là je vous ai mis un exemple d'effort d'entretien, le patient part de la maison et marche tranquillement pendant 10 minutes. Đây là một cái ví dụ về cái tập luyện tại nhà của bệnh nhân, thì bệnh nhân có thể đầu tiên khởi đầu cái việc là gọi là khởi động trong vòng khoảng 10 phút, tức là bệnh nhân đi bộ một cách từ từ chậm rãi. Au bout de 10 minutes, il prend un repère, un arbre, un magasin et là il va marcher vite. Và từ cái phút thứ 10, ví dụ là mốc lại đến cái cây đó, thì bệnh nhân bắt đầu sẽ đi nhanh, đi bộ nhanh hơn. Au bout de 20 minutes, c'est-à-dire 30 minutes après être parti de la maison, il fait demi-tour et il continue à la même vitesse. Và đến khi mà bệnh nhân đi bộ với cái tốc độ nhanh hơn từ cái phút thứ 10 cho đến phút thứ 30, thì là bệnh nhân sẽ, lúc đó là cái mức lúc mà bệnh nhân bắt đầu tiếp tục khó thở, bắt đầu xuất hiện cái tình trạng khó thở, thì bệnh nhân tiếp tục duy trì cái tốc độ đi như vậy. Et quand il repasse devant l'arbre ou devant le magasin, il se remet au pas de promenade et il rentre tranquillement à la maison. Và khi mà bệnh nhân tiếp tục đi như vậy cho đến phút thứ 50, cho đến 1 giờ, thì là bệnh nhân sẽ ngừng cái việc đi bộ đấy lại và bắt đầu cái tình trạng quá trình là hồi phục. Và từ đó thì bệnh nhân sẽ đi bộ một cách từ từ chậm rãi về nhà. Le patient doit se sentir essoufflé, mais pas essoufflé au point de devoir s'arrêter. Il ne doit pas s'arrêter, il doit se sentir essoufflé. Chúng ta thấy là ở cái mức mà đi bộ ở cái phút thứ 30 ấy, thì bệnh nhân bắt đầu khó thở, tuy nhiên thì cái mức độ khó thở nó cũng không tăng lên quá nhiều và bệnh nhân vẫn tiếp tục duy trì cái tốc độ đó. Voilà, donc 10 minutes d'échauffement, un effort important et 10 minutes de récupération.
Như vậy thì chúng ta thấy là bệnh nhân có thể bắt đầu cái buổi tập luyện ở nhà kéo dài trong khoảng 1 tiếng 10 phút đầu là để khởi động. Tiếp theo là bệnh nhân tăng cái tốc độ lên để đi vào đến cái phút thứ 30 thì là mức độ bắt đầu là xuất hiện cái tình trạng là có khó thở, tức là đấy là bắt đầu mức độ gắng sức, thì sẽ duy trì cái mức độ tập luyện đấy đến phút 50, và từ phút 50 đến 1 tiếng tức là 10 phút là cái quá trình hồi phục bệnh nhân về nhà. Alors je vous résume ici les indications. Vous voyez que c'est indiqué pour les patients qui ont une dyspnée. Le patient BPCO qui n'a pas de dyspnée d'effort importante ne relève pas du réentraînement. Để tóm tắt lại thì ông có một cái sơ đồ về cái phục hồi chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Thế thì những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính mà ở giai đoạn không có khó thở, gắng sức thì bệnh nhân không cần phải tham gia vào một cái chương trình tập phục hồi chức năng. Voilà, donc ça vous en disposez. Alors une référence, un livre de référence qui a déjà un peu plus de 10 ans, mais qui résume tout. Là aussi, il est en français, mais c'est un très bon résumé de ces programmes de réadaptation respiratoire. Đây là một cái cuốn sách về phục hồi chức năng hô hấp ở những cái bệnh nhân bệnh hô hấp mạn tính cách đây khoảng 10 năm rồi. Tuy nhiên thì nó tập hợp khá là đầy đủ tất cả các cái vấn đề về phục hồi chức năng hô hấp ở những cái bệnh nhân có bệnh lý bệnh mạn tính. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le livre de réhabilitation pour les maladies respiratoires chroniques? Là, c'est ça. Alors, c'est celui-là. Hein. Moi, je n'en ai pour ma part qu'un seul exemplaire. Si on peut vous en trouver, on essaiera d'en apporter ou de l'envoyer. Oui, mais sinon, en français, c'est bon. Ça, c'est en français. Oui. Oui. Mais ça reprend les principes généraux et c'est un très bon résumé de l'ensemble. D'accord, oui. Voilà, en résumé, la réhabilitation, c'est un travail d'équipe. Il faut que les programmes soient bien réfléchis, bien coordonnés entre les différents professionnels. Et c'est le kinésithérapeute et le pneumologue ou le médecin réadaptateur qui sont au centre de ce travail-là. Je vous remercie encore de votre attention et je suis désolé d'avoir pris autant de temps, en particulier dans la première phase de cette séance. Je crois que, Kouyan, nous pourrons faire ce que nous avons fait précédemment, c'est faire une synthèse des questions du chat, nous les envoyer. Actuellement, les orateurs du 14 août sont en train de répondre aux questions qui ont été envoyées. Donc, je vais vous transmettre au fur et à mesure les réponses aux questions que vous aurez posées. Oui. Để kết luận thì phục hồi chức năng hô hấp là một cái chương trình mà cần phải có sự tham gia của đa chuyên khoa, bao gồm có cả các bác sĩ về chuyên khoa hô hấp, các nhà vật lý trị liệu, các cái chuyên gia về tâm lý học cũng như là dinh dưỡng trong một cái trung tâm phục hồi chức năng như vậy. Thì các bạn có câu hỏi gì, ông ấy rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn, và các bạn có câu hỏi thì có thể đặt trong chat. Hiện tại thì nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ trả lời. Ngoài ra thì còn có cái câu hỏi từ ngày 14 tháng 8 thì bác sĩ Quyên đã gửi qua mail cho thầy rồi. Thì thầy sẽ tập hợp và gửi lại. Donc, pour l'instant, on a quelques questions. Donc, si on a le temps, on peut répondre quelques questions pour aujourd'hui et pour les questions du 14 août. Vous pouvez m'envoyer par mail. Oui, j'ai déjà des réponses pour le 14 août. J'attends un petit peu tous les trois kinésithérapeutes n'ont pas répondu. J'aurais bien aimé envoyer tout en même temps pour le 14 août. Pour aujourd'hui, on est déjà très loin du temps qui était prévu, hein, puisque chez vous, il doit être 5 heures moins le quart maintenant. Donc c'est difficile de discuter encore plus longtemps. Je suis un petit peu désolé de tout ce retard, mais on aura des réponses plus précises par mail. Ça sera plus précis que de discuter quelques cas comme ça. Juste, Kuyen, sur les chats,
sur le chat, il y a eu quelques questions. Est-ce que vous pourrez éventuellement les récupérer pour justement qu'on puisse répondre par mail? Oui, d'accord. Je vais vous envoyer les questions par email. Ok, d'accord. Merci. Thì thầy Jega với cả Arian cũng nói là rất là xin lỗi mọi người vì cái buổi hôm nay có trục trặc về mặt kỹ thuật nên là cái buổi nó bị kéo dài ra và hiện tại bây giờ thì thầy lại có một chút việc bận rồi. Thành ra là các cái câu hỏi trong chat này cộng với lại câu hỏi của ngày 14 tháng 8 thì bác sĩ Quyên đã tập hợp và gửi cho các thầy rồi. Tuy nhiên thì hôm đó là cần có tập hợp của cả ba giảng viên cơ thì là thầy nói là thầy sẽ gửi luôn cùng với lại cái câu trả lời cho cái buổi ngày hôm nay. Thì bác sĩ Quyên, bác sĩ Hạnh sẽ xin phép là tập hợp các cái câu hỏi ở trong chat này và để dịch sang tiếng Pháp, sau đó thì sẽ gửi cho các thầy cô, sau đó thì mình sẽ gửi lại câu trả lời cho các bạn được không ạ? Donc on espère. Alors, encore merci de votre attention et de pour ceux qui ont eu le courage de suivre notre séance jusqu'au bout. Notre prochain projet quand nous pourrons revenir au Vietnam, c'est de faire un stage de formation d'une semaine sur la réhabilitation respiratoire avec notre groupe de kinésithérapeutes de la FVP. Et on espère pouvoir faire ça. C'est quand? Oh, je ne sais pas. Dès qu'on pourra, on espère pouvoir faire ça fin 2022, si j'ai bien compris, compte tenu de la pandémie et des discussions qu'on a eues avec l'ambassade de France récemment. On pourrait prévoir ça peut-être en octobre 2022. À oui, d'accord. Thì thầy có nói là trong dự định thì là sẽ có một cái khóa về phổi chức năng hô hấp kéo dài trong một tuần được tổ chức bởi Hội Phổi Pháp Việt. Thế nhưng mà vì là tình trạng Covid nên là nó cũng bị trì hoãn lại và có thể là sẽ là vào tháng 10 năm 2022. Nhưng mà tình trạng dịch ổn định và được sự cho phép của Đại sứ quán. Oui. Est-ce que c'est possible, on peut organiser une course de kinésithérapie de réhabilitation respiratoire par Zoom? Par Zoom, c'est toujours difficile parce que la kinésithérapie respiratoire, ça demande beaucoup de gestes. Donc, ça n'est... il faudrait pouvoir éventuellement faire une session en France et filmer au fur et à mesure tous les gestes que l'on fait. Ça me paraît très, très difficile, d'autant que nos méthodes sont actives, c'est-à-dire que les participants doivent participer activement aux séances de formation. Nous avons fait une séance de formation comme cela à l'hôpital Chorai il y a 2 ans, 3 ans. Il faut que les participants soient très, très actifs. Et par Zoom, c'est difficile. Oui, à l'hôpital Chợ Rẫy. Oui. Bác sĩ Quyên có đề nghị với thầy là nếu không thì sẽ tổ chức một cái khóa học online qua Zoom. Nhưng mà thầy nói là vì là phục hồi chức năng thì nó sẽ gồm rất nhiều các cái kỹ thuật và cần phải có sự tham gia chủ động của các cái học viên trong cái buổi tập đó. Nên là tổ chức qua Zoom thì rất là khó, không thể thực hiện được. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Docteur Gigabody et Adriana pour le cours de réhabilitation respiratoire, c'est beaucoup des informations utiles pour nous. Moi et Docteur Hạnh, on va résumer toutes les questions des participants et vous envoyer par mail dans un ou deux jours. Ok. Merci encore de votre attention et puis on espère, et merci aux interprètes, et on espère vous voir dès que possible. Oui, merci beaucoup. Je suis désolée parce que mon français n'est pas bien. Oui. Merci à Duc pour la traduction, s'il vous plaît. Oui. Bye bye. Bye bye. Bye. Hạnh đừng nói vội, mình phải chụp ảnh lại màn hình Zoom các câu hỏi của các bạn ấy. Em thấy là với phải của Arian ấy thì có 4 câu hỏi thì em đã dịch ra ở đây rồi. Thế thì em gửi cho chị nhá. Ok. Còn lại thì chị sẽ chụp ảnh lại cái này đã. Còn lại thì những phần còn lại của thầy Jagabody thì em cũng không thấy có câu hỏi gì. Có một câu hỏi là có dịch qua tiếng Việt không? Thầy có chia sẻ file PDF của sách của một chức năng web không?
Thầy bảo thầy sẽ gửi cho cái bản tiếng Pháp, chị sẽ xin xin cái bản đó, còn bản tiếng Anh thì thầy bảo là không biết có bản tiếng Anh hay không. Thì mọi người có thể phần của thầy Jega thì không có câu hỏi. Thì có thì sẽ gửi cho mọi người. Ok. Thế thì em sẽ gửi cho chị 4 câu hỏi của Adrian nhá. Ờ em đã dịch rồi gì? Em dịch rồi, em gõ lại gửi qua email thôi. Ừ. File slide, có bạn muốn slide của bài giảng của thầy. Em muốn share file slide tiếng Pháp đúng không? Hay tiếng Việt này? Nếu mà các bạn là ở trong lớp DUI thì là bác sĩ Đức nói là mình sẽ gửi lại cái bài giảng vào trong cái Viber của lớp DUI đấy. À, thế thì được rồi. Đúng không các bạn? Mọi người lúc này có thể bật mic được rồi ạ. Alo. Alo. Nếu mọi người có câu hỏi gì mọi người có thể bật mic ạ. Dạ. Vâng, anh Thành sẽ gửi lại Viber cho trong nhóm DUI của trên Zalo chị Hạnh ạ. Có gửi không em? Có gửi chị ạ. Anh Đức sẽ gửi, nhưng mà mình chỉ gửi bản Việt Nam. À, tức là mọi người muốn có cả bản tiếng Pháp hay gì? Thường là mọi người chỉ cần bản tiếng Việt thôi, nhưng nếu có tiếng Pháp thì chắc chỉ cần những người inbox riêng chị ạ. Ờ, thì chị nghĩ là nếu mà cần, tại vì bản tiếng Việt mình cũng gửi rồi, thì bản tiếng Pháp thì cũng ok thôi mà. Vâng, ok chị. Cảm ơn các anh chị hôm nay đã cố gắng nghe cho đến cuối cùng, tại vì là hôm nay về mặt kỹ thuật cũng rất là trục trặc. Dạ. Nếu mà mọi người không còn câu hỏi gì đặt ở trên chat này nữa thì bác sĩ Quyên sẽ đóng Zoom lại nha. Chào mọi người. Chào mọi người ạ. Vâng. Cảm ơn. Chào mọi người. Thế là mình phải stop recording đúng không?